Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của LJ. Yeah, và ngày hôm nay mình sẽ làm cái reaction Rap Việt tập 2. Yeah, để coi hôm nay sẽ như thế nào. Hiện giờ thì bên này là sáng sớm á mọi người. Nói chung cũng không có sớm nhưng mà buổi sáng, cho nên là làm chút cà phê rồi mình nghe nhạc rap rồi đó. Khi mà hết rock bottom thì mày chỉ có thể đi lên. Mình nói với họ có thể tha thứ chính là quá cứ đi làm chi quên. Đây sẽ là động lực để mà tôi sống sót được khi tên. Chạy những khi chịu đầu một tí đã xong lần đi. Nói chung này là LJ rất là vui, rất là hạnh phúc luôn mọi người. Tuần vừa rồi mọi người đã rất ủng hộ cái tập 1 reaction của LJ, một cái reaction mà gọi là 3 tiếng 18 phút. Cho nên là rất là cảm ơn mọi người đã quay lại đây và coi tập 2 với LJ. Yeah, ok, thì bây giờ mình vô thẳng vấn đề luôn đi ha. Yeah, bây giờ là hiện giờ là đang còn premiere đó. Mọi người vẫn còn đang coi live nhưng mà mình thì mình coi từ đầu. Không? Đấy, vậy thôi. Và lần này LJ cũng cố gắng khắc phục cái audio một chút xíu để cho nó gọi là nó không có bị lặp lại giống như đợt trước á, nhưng mà cái giọng cái vocal thì nó sẽ không có được hay giống như cái vocal đợt trước, nhưng mà để coi mọi người cho LJ biết là cái audio setup này nó như thế nào nha. Tôi thì tuần nào cũng cố gắng mò ra, thật sự là mù công nghệ, không có biết cái gì về máy móc rồi này nọ nhiều chứ, tất cả là hỏi bạn, nhờ bạn rồi lên YouTube mò thôi, đúng không? Dạ, ok rồi, bây giờ mình bắt đầu. Tập 2. Nón vàng xuất hiện, hai chiến binh Gill và Mambo. Gill này là rất là drill nè, làm nhạc drill rất là hay. Mình cũng có hay reaction nhạc của bạn này. Mambo là một trong những thành viên của Hiếu Thứ Lộn quên, I'm sorry, Gertnang, Nerd Gang, Gertnang, yeah đúng rồi. Yeah, ok. Mobifone 5G, tốc độ, nâng tầm trải nghiệm. Rap Việt 2024, 20 giờ thứ 7 hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng VieON. Rap Việt đã chính thức khai hỏa với hàng loạt thành tích tạo cơn địa chấn, chứng minh sức hút của một trong những chương trình đáng mong chờ 2024. Top 1 chiếm lĩnh top 1 VieON và top 3 YouTube trending, đạt 4,6 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ lên sóng, hơn 300.000 người xem đồng thời CCU. Top 6 video được xem nhiều nhất toàn cầu trong 24 giờ. Mùa mới với sự xuất hiện của luật khóa vàng và thí sinh First Choice lựa chọn đầu tiên đã tạo nên những cú lật ngược đầy ngoạn mục ở phút 89. Tức này những mà công nhận á mọi người, thêm cái luật khóa vàng với lại thêm cái First Choice á, nó có nhiều cái twist mà. Cho nên là mùa này sẽ có những cái mà bất ngờ đó, cho nên mọi người cố gắng nha, giống như kiểu là mình phải chuẩn bị cái tinh thần để cho những cái bất ngờ đó. Nhưng mà nếu mà mình chuẩn bị tinh thần thì hết bất ngờ mẹ rồi. Thế hệ mới cực căng, cực cuốn tiếp tục hóa đảo sân khấu Rap Việt, hứa hẹn những màn tranh giành cực gắt đến từ các vị huấn luyện viên. Em đã phải đợi 4 năm, 3 mùa casting, 1477 ngày để có thể được đứng trên sân khấu này. Không nói em là thí sinh thì anh nghĩ là đây là cái phần trình diễn của ca sĩ khách mời. Em chu cha trailer gì mà hấp dẫn như người ta. Hình như các bạn kia là Limitless đúng không ta? Các bạn nam bừng tỉnh bởi phong cách trình diễn của em. Bạn xứng đáng giành được chiến thắng. Em nghĩ là em có thể làm được điều đó cho bạn. Em sẽ không bao giờ để mọi người phải thất vọng thêm một lần nào nữa. Đã làm thất vọng trước đây rồi sao? Bạn này là ai ta? Thật sự thì LJ rất là dở với cái vấn đề mà nhớ mặt và cả nhớ tên đó mọi người. Mặc dù là mình trong ngành địa ốc nhưng mà tại vì biết sao, rất là nhiều người họ tới họ chào mình, họ biết mình, nhưng mà mình lúc nào mình cũng phải giống như là không có muốn cho họ quê mình, hỏi là không có muốn làm cho họ cảm thấy khó chịu á, cho nên lúc nào LJ cũng kiểu là yeah bạn khỏe không rồi nọ, nhưng mà trong lúc mà mình chào hỏi lại ngược lại họ thì mình lại bạn này là ai ta? Không phải là mình sao, nhưng mà ý là mình không nhớ thiệt mọi người, you know. 11k mà quá là đặc biệt này thì chúng ta phải tốn nón. Wow, cái gì vậy? Chúc mừng Big Daddy đã được lựa chọn. Yes. Gì nữa vậy? Chúng ta xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với Rap Việt 2024. Yes sir. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình Rap Việt, chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào 20 giờ trên kênh HTV2 V Channel và siêu ứng dụng giải trí VieON. VieON là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình phù hợp với người Việt. Hãy tải ngay VieON để xem Rap Việt. Cho phép Trấn Thành được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, đó là Pepsi không calo, thêm chanh thêm đã. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Lay's, snack khoai tây số 1 thế giới. Rap Việt có Lay's, cuốn ơi là cuốn. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng hành chính thức cùng với Rap Việt, Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị tài trợ thu âm và độc quyền phát hành bản ghi Rap Việt 2024. Thưa quý vị, chúng ta đang ở vòng chinh phục của Rap Việt và chúng ta đang chờ đợi những thí sinh tốt nhất về với đội của huấn luyện viên phù hợp nhất với các bạn. Mời quý vị cùng gặp gỡ những nhân vật sẽ tạo nên thành công của Rap Việt năm nay. Huấn luyện viên Big Daddy. Yeah, huấn luyện viên Big Daddy. Rick. Yes sir. Huấn luyện viên B-Ray. Woo! My brother. Huấn luyện viên Suboi. Chúng tôi có giám khảo Justin, anh Thái VG và khách mời quốc tế thưa quý vị, rapper nhà sản xuất âm nhạc F Hero. Yeah yeah. Và đừng quên bộ đôi DJ quốc tế The Hotel Lobby. Không biết là Big Daddy em nhận xét như thế nào về chất lượng thí sinh năm nay cũng như là cái độ căng của các huấn luyện viên dành cho cái phần giành giật thí sinh ạ? Chất lượng thí sinh Rap Việt năm nay thì em thấy là rất là chất lượng, và được những thí sinh chất lượng như vậy thì phải dành một lời khen tới giám khảo vì đã có một cuộc tuyển chọn rất là tốt. Yeah. Lúc đầu thì em đã cho B-Ray sức đầu mẻ chán một chút. Hy vọng rằng hôm nay là sẽ tiếp tục là đến em với Karik hay là em với cả Su chẳng hạn. B-Ray có những cái cú chấn động trời hay thiệt. Em chắc chưa bảo, còn cái twist nào ở đây không anh? 79 là first choice của Big Daddy. Lúc đầu thì em cũng hả hê lắm, em đang cảm thấy khá là đắc thắng. Xong rồi tới cái khúc sau thì có lẽ là do em hơi chủ quan. Hôm nay em phải đi trả thù ạ. Chính xác. Ta không thương ta. Cái gì chứ mà B-Ray mà nó nói hả hê là tôi tin nha mọi người. Chó đó. Hãy thương ta. And F Hero, how did you enjoy the show? ผมรู้สึกสนุกมากกับกติกาใหม่อย่าง First Choice แล้วก็กุญแจทองนะครับ การโยนหมวกทองปกติแล้วจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดครับ แต่พอเป็นที่นี่มันได้ลุ้นทุกวินาทีเพราะแม้คุณโยนหมวกทองไปกี่ใบไม่รู้ว่าจะเป็น First Choice ของใครและไม่รู้ว่าคุณจะโดนล็อกเมื่อไหร่เลย Yeah, lots of twists. I hope you enjoy the show. Yeah. Yeah, enjoy. Really enjoy. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cháy chứ nhỉ, đúng không? Nấu lên được chưa? Hey. Hey. Sẵn sàng cháy được chưa? Trấn Thành giờ biết nhúng theo giống rapper đó. Hey, super. Quý vị và các bạn thân mến, một thí sinh có một cái tên rất là dễ thương, Young Puppy. Young Puppy. Ok, mới vô là có thí sinh rồi, ok. Ồ, con gái. Young Puppy, đã là Puppy mà còn Young nữa. Puppy có nghĩa là chó con, mà Young Puppy rất là chó mới xanh. Đấy. Cuốn, nghe cho chó kỳ quá. Cuốn mới xanh, à, rất là dễ thương luôn. Ừ. Các quý vị ban giám khảo và các anh chị huấn luyện viên ạ. Oh my god, nhìn giống như là 15 tuổi vậy đó. Young Puppy nhưng mà là mang cái cặp con thỏ gì. Trời ơi, phải là mang cái cặp của con Puppy. Em tên là Young Puppy thì cái nghệ danh nó có ý nghĩa như thế nào? Oh, cái xe VinFast. I want that. Ồ, cái xe đó đã vậy. Cái xe đó mình thích nha. Hello mọi người, mình là Young Puppy. Puppy, năm nay mình 19 tuổi và mình đến từ thành phố Hải Phòng. Mình chọn nghệ danh của mình là Young Puppy bởi vì mình rất là khâm phục những chú cún. Dù có những bé cún bị bảo hành là bị bỏ rơi, nhưng mà các bé vẫn luôn vui vẻ với những cái mới ở trước mắt mình và không bao giờ nhìn về quá khứ. Các bé luôn đón chờ một cái tương lai rất là mới và mình mong muốn bản thân mình cũng như thế. Yeah, mình thấy và hai con chó của mình nó dễ thương nhất là lúc mà nó là puppy á. Tại vì nó là lúc đó nó rất là dễ thương nè, nó không quậy nè, nó chỉ ăn với ngủ thôi. Nhưng mà càng lớn thì mình lại thương nó càng kiểu khác nha. Âm nhạc của mình mang một màu sắc rất là tối và rất là u buồn, nhưng mà trong cái... Trời, nhìn cute for my wear vậy mà lại âm nhạc là rất là tối. Cái hình ảnh nó nhìn cũng không tối luôn. Đấy của mình nó vẫn còn một cái gì đấy hy vọng. Mình nhận ra là mình phải đổi cách mình viết nhạc. Lời nó vẫn là thế nhưng mà cái thay đổi style. Rồi bây giờ là làm nhạc tươi hơn nè. Tại vì những cái tấm hình đó là nhìn bạn rất là kiểu của mình nó vẫn còn một cái gì đấy hy vọng. Đúng là 19 tuổi hơn không? Là nhìn như này cũng 15-16 tuổi đó. Mình phải đổi cách mình viết nhạc. Lời nó vẫn là thế nhưng mà cái âm điệu nó rất là vui hơn. Thì nó thay đổi hết tất cả một cái góc nhìn. Thì mình thấy là cuộc sống của mình vui hơn, mình tăng động hơn, mình nghĩ. Đúng rồi, em còn quá trẻ để mà viết nhạc buồn bá, đúng không? Viết nhạc vui tươi lên. Mang đến Rap Việt một bài hát cũng giống như tên của mình luôn. Đó là bài Tình Yêu. Với một cái góc nhìn của mình, đó là góc nhìn đúng độ tuổi của mình, độ tuổi 19 luôn. Đấy, trẻ trung, mọi người thử đón chờ xem nhá. Vâng, mình sẽ làm gì với cái bài nhạc này. Vô luôn đi em, Hải Phòng là không lòng vòng. Thấy B-Ray là thấy gái ra là bắt đầu cái mặt ảnh là cười tươi nhất kìa. Má cười nham hiểm. Bài gốc là Cuốn Yêu. Ca sĩ hỗ trợ là Lương Bích Hữu. Tác giả là Sĩ Luân. Em Yêu Puppy là tên bài hát. Sản xuất bản phối là Neko. No, chắc không phải là Neko Lê bạn tôi đâu đúng không? Ai biết bạn sản xuất bản phối này có phải là Neko của bạn tôi không vậy? No, no, nếu mà là Neko để là Neko Lê rồi. Không thể nào mà Neko được, cái ấy được, chắc là trùng tên thôi. Em mới thức dậy như một ngày bình thường, vẫn nụ cười đó trong trắng vẫn dễ thương. Ước cuộc giấc mơ làm nhiều điều không tưởng, đi đến tới đích không quan tâm đoạn đường. Sẽ như chú cố nàng dạo đi dòng chơi vậy, ngồi như thế giới xung quanh em thật cao dày. Dù là đường lớn mòn trên hệ tòa lâu đài, khi gặp khó khăn em không thể cao mày. Em thấy em cười tỏa sáng nhanh như VVS. Quay khóc sóng trong lời em sang từng mm. Em bố bông hoa trong bàn cà, mang anh ngoài trời nhà nhà. Để mua cho mẹ một nụ hồng tháng tươi, bao đi mấy chuyện không vui. Lang thang đi vai tôi tìm khách tôi. Trời ơi, tôi nghe nhạc vui mà tôi nổi da gà nè, coi nè. Là có nghĩa là bạn này rap một cái flow nó rất là cái phù hợp với lại cái chủ đề, rất là phù hợp với lại cái vibe của bài hát và cái lời của bài hát và cái giọng cũng vậy nữa. Và mình thấy là những cái bạn nghệ sĩ nữ mà đến từ miền Bắc á, họ có những cái luyến nghe rất là miền Bắc ấy. Họ nghe rất là mượt luôn mọi người, mà dễ thương nữa. Oh Lord, man. Ai mà tỏ tình tôi cái bài này là đổ luôn ngày 4-3 đầu. Em mới thức dậy như một ngày bình thường, vẫn nụ cười đó trong trắng vẫn dễ thương. Ước cuộc giấc mơ làm nhiều điều không tưởng, đi đến tới đích không quan tâm đoạn đường. Sẽ như chú cố nàng dạo đi dòng chơi vậy, ngồi nhìn thế giới xung quanh em thật cao dày. Dù là đường lớn mòn trên hệ tòa lâu đài, khi gặp khó khăn em không hề cao mày. Em cười tỏa sáng nhanh như VVS, môi thêm trên đèn quay khắp sóng trong lời em sang từng mm. Bạn này có cái lyric của bạn á là nghe rất là rap, mọi người hiểu không? Có nghĩa là cái cách bạn so sánh ấy là đây là khúc này nè, rất là kiểu mà flexing ấy, mà rất cũng vẫn là dễ thương nha. Để coi khi gặp khó khăn em không hề câu mày, ok. Nè, em muốn ba má em thấy em cười tỏa sáng lấp lánh như VVS. Mà ai viết lyric là thiếu cái chữ VVS trong này là bạn. Mấy bạn biết VVS là gì không? VVS là hộp xoàn bả. Lấp lánh như hộp xoàn. Nhưng mà dân mà kiểu hip hop thì họ thích dùng cái chữ VVS hơn. Nghe nó cool ngầu hơn mọi người. I like. Nãy là thích giọng voice rồi flow rồi nọ của bạn này luôn, mà bạn này rap nha, not just không phải là chỉ hát không thôi nha. Tôi biết tại sao VieON bạn nào mà viết thiếu cái lyric rồi, tại bạn mà viết cái lyric dưới này là không có chuyên về rap cho nên không nghe là ra là giống như là cái gì ta, PVS là cái gì ta, là vờ đấy. Là cái độ sáng, cái độ trong của hộp xoàn là độ gì? Ở độ VVS đấy, không? Mua thêm chains để khoe khắp xóm à, cho người em sáng từng mm. Ok, mình cũng là thích những cái món trang sức đó cho nên mình nghe những câu này mình rất là thích mọi người. Lương Bích Hữu. Hey, hey. Oh man, Lương Bích Hữu hát cái bài này ở trên cái beat này nó nghe rất là mới mà không bị amateur nha, nghe không giống như là Lương Bích Hữu cũ đó mọi người, nghe như là một bài mới vậy đó. Nghe như một bài 2024 nha, tại vì nó là bài 2024. Vừa tự nói tự cười luôn. À, bạn này là Pixel Neko chứ không phải là Neko Lê mà đánh được cái beat như vậy. What? Nhưng mà Neko Lê bây giờ là người ta là ngôi sao rồi, người ta là ca sĩ rồi. Tôi chưa thấy mà bạn nào mà bạn thấy không, mặc dù là hát không phải là dân chuyên hát mà bây giờ người ta là ca sĩ đâu. Mọi người nhìn vào Neko bạn tôi mà mọi người có thể thấy là làm gì làm, mình cứ cố gắng mình tiếp tục theo đuổi cái đam mê thì một ngày nào đó thì mình sẽ được. Nói tới thì mình rất là vui cho bạn mình. Sorry, cái bài này tôi dừng hơi bị nhiều, nhưng mà nếu mà bạn muốn nghe cho rõ mà nghe cho mượt mà không dừng thì xin mời qua link ở bên dưới vào thẳng tập 2 để coi nha. Này là mình reaction đưa ra cảm nghĩ của mình. Mà công nhận, man, mới buổi sáng rồi, uống cà phê vô, ăn miếng bánh vô, nghe cái nhạc này đúng là phù hợp luôn đó, hợp vai vãi. Bài nhạc man, mỗi sáng bài này mọi người nghe cái bài này giùm tôi đi, nó rất là tích cực luôn á man, những cái câu rất là kiểu mà cho bạn một năng lượng trong một ngày mới quá, trời ơi. Let's go. Muốn nhiều để em ngoan em mong lại. Tôi cảm thấy là bạn Young Puppy này cho tôi một cái vibe là bạn có những cái luyến lấy và những cái gọi là rất là R&B của là mình nhớ tới Tlinh. Và cái sự dễ thương và nhí nhảnh và năng lượng giống như Lou Grace mọi người. Và ý là thật sự nha, thì cũng chưa thấy cái gọi là khác biệt của bạn này về cái phần mà âm thanh ấy. Nhưng mà cũng không phải là bạn đã copy lại paste của hai người kia vô hay cái gì đó đâu, em chưa không có ý đó. Nhưng mà ý là mình vẫn chưa thấy cái sự khác biệt của bạn này. Có nghĩa là bạn phải làm một cái gì đó khác biệt tiếp tục trong những cái vòng sau để mà có một cái style riêng á. Còn về cái phần này nha, mình vẫn chưa thấy cái style riêng gì của Young Puppy. Nhưng mà tất cả những gì bạn làm ở đây á, nó rất là tốt. Yeah, rất là tốt. Một cái bài nhạc rất là năng lượng mà mọi người đã thấy qua những comment của LJ. Yeah, cho nên là bạn nào mà muốn nghe một bài nhạc mà vui vẻ, năng lượng, nữ tánh và nói chung là tích cực, một cái vibe tích cực như vậy và có những cái sự mà mượt mà luyến lấy giống như Tlinh thì đây đó, đúng không? Đây là bạn Young Puppy. Good job em, good job, good job, good job. Yes sir. Tiết mục này là phải là 4 đạp. À, nhưng mà thật sự là 4 người đó thì... Ủa, mấy đạp ta? Hồi nãy giờ Big Daddy có đạp không? Hình như là Karik không có đạp sao á. Nhưng mà mình thấy là hợp nhất là một là B-Ray, 2 là Suboi. Trước khi làm phải chúc mừng cho Young Puppy với 3 sự lựa chọn từ Big Daddy, B-Ray và Suboi. Mà qua bên Big Daddy cũng giống như là hợp style của Big Daddy đó, rất là hợp style của Big Daddy đó. Nhưng mà nếu mà là vì hợp style thì có thể là bạn sẽ không có học hỏi được những cái mới hơn, ha. Nếu mà qua bên nếu mà là học để mà tìm giống như là expand ra những cái gì mà mới mẻ hơn thì là có lẽ là vào team của Suboi, tại vì Suboi chuyên gia làm nhạc độc lạ. B-Ray cũng vậy, B-Ray thì rất là thích làm những cái mới, nhiều khi cái mới của B-Ray nghe rất là đã luôn. Yeah, còn cái này là style của Emily và Big Daddy nè, không, mình hiểu không? Ha. Cái thứ hai là phải khen tiết mục này rất là đáng yêu và mang đến năng lượng rất là tích cực. Và chúng ta có cái hoài niệm được nghe lại bài hát hit đình đám của Lương Bích Hữu sau gần 20 năm. Oh wow, các bạn nghe cái bài, đừng nói khúc rap, cái khúc mà điệp khúc của Lương Bích Hữu hát á, các bạn nghe có giống một bài nhạc 20 năm về trước không? Không, LJ thì không thấy đấy, đấy, bởi vậy, oh man. Vì là bạn Pixel Neko phối lại cái bài này rất là hợp lý luôn, cái bố cục rồi này nọ, và Lương Bích Hữu và Young Puppy đã execute it very very well. Wow. Cho mình hỏi là bạn Lương Bích Hữu hôm nay đến đây tại Rap Việt lần đầu tiên làm ca sĩ hát hỗ trợ, có cảm xúc như thế nào ạ? Cảm thấy là mình trở về Gen Z. Khán giả hỏi nè, Lương gì trở về Gen Z bà nội, trở thành Gen Z, ok. Ủa hàng ngày ăn cái gì mà sao trẻ hoài vậy? Không từng phải suy nghĩ nhiều, và thứ hai là mình cứ phải sống hết mình với âm nhạc và thưởng thức nó giống như là các món ăn. Tinh thần của mình duy trì, tập luyện, vui thì sẽ trẻ khỏe. Đúng rồi. Phải vui. Mà cho Thành hỏi luôn là tại sao Hữu lại nhận lời hỗ trợ cho bạn vậy? Đầu tiên thì phải cảm ơn. Thì mời đi, nhận lời thôi. Ủa trời ơi, ai mà không muốn lên làm chung một chút gì đó với Rap Việt, đúng không? Chương trình mời Hữu đến đây, sau khi mà mình biết được là sẽ được hỗ trợ các bạn đó, thì mới biết được là có một bạn hát ca khúc này. Gặp bạn xong rồi thấy kết bạn liền luôn, chứ cũng kết bạn Facebook luôn. Yeah. Hai chị em gương mặt rất giống nhau nha. This F Hero, I would like to introduce to you. This is one of the best and a pop star in Vietnam of all time. Yeah. Wow. I really love your song. Your song is so cute. Thank you. My honor to be here to meet you. Thank you so much. Thank you. Một lần nữa một tràng pháo tay cho sự hỗ trợ của Lương Bích Hữu ạ. Cảm ơn người đã đến với Rap Việt. Thank you. Các bạn thân yêu, bên trong 90%. 84% hop lên. Chúng ta dừng cho Suboi nói trước nha. Mời Su. Trời ơi, em dễ thương quá. Cái cơ duyên nào mà để cho em quyết định là em lên thi Rap Việt? Từ trước đến giờ em là một người mang rất nhiều nỗi buồn, nhưng mà em đã tìm đến nhạc để em có thể viết vào những cái đấy vào trong nhạc của em, để em có thể giải thoát được những cái cảm xúc đấy của em. Và sau một thời gian em làm nhiều bài nhạc rất là buồn, em cảm thấy là việc làm nhạc của em nó giống như một dạng manifest vậy, nên là em không thể viết những cái bài nhạc buồn đấy nữa mà em đã chuyển. Nếu mà các bạn không dành cho những ai mà không hiểu cái chữ manifest á, là cái manifest là giống như là kiểu là mình cứ suy nghĩ một cái vấn đề, là cái gọi là luật hấp dẫn á, là mình suy nghĩ vào vấn đề một cái chuyện nào đó, hay là mình cứ nói về một chuyện nào đó để chuyện đó sẽ xảy ra với mình á. Thì LJ cũng đã trải nghiệm qua cái này rồi. Là hồi trước LJ nếu mà mọi người có theo dõi vào cái phần mà giống như là quá trình làm nhạc của LJ á, LJ ít khi làm nhạc buồn lắm. Tại vì mỗi lần mà LJ mà viết một cái bài nhạc buồn nào ấy, một là chuyện đã xảy ra rồi, hai là LJ viết cái bài đó xong là nó xảy ra y chang cái chuyện đó luôn. Có nghĩa là xong rồi, cho nên là rất là ít khi mà viết nhạc mà giống như là buồn. Cho nên là ý các bạn này nói là hồi đó viết nhạc buồn nhiều quá, cho nên cứ thấy cái chuyện buồn nó xảy ra hoài. Và một khi mà nó suy nghĩ vào cái chuyện nào đó hoài thì cái chuyện nó cứ xảy ra với mình hoài. Cho nên là mình nên manifest, mình nên suy nghĩ vào những cái việc rất là tích cực. Như là mình sẽ giàu, mình sẽ có 1 triệu đô, mình sẽ có 10 triệu đô, mình sẽ có một công việc mà trả mình 100.000 đô một năm, 200.000 đô một năm. Thì một khi mà mình đã suy nghĩ như vậy á, thì cái đầu của mình nó sẽ tự nhiên nó sẽ làm theo cái điều đó, và rồi từ từ nó sẽ tin tưởng, mình sẽ tự tin hơn, và từ từ mình sẽ làm được cái điều đó. Và you know what I mean? Ngành của mình sang một cái hình ảnh mới tích cực hơn và vui tươi hơn ạ. Em quyết định mang cái hình ảnh đến với Rap Việt 2024 này. Yeah. Chưa gì hết là đã thấy tích cực rồi, mở màn một cách hoành tráng bằng cách là hát cùng với thần tượng của mình. Úi giời. Em ơi, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Hồi nãy em nói mà giống như em rưng nước mắt luôn á. Yeah, mọi người càng lớn á thì mình sống á, mình càng thích những cái gì mà tích cực hơn. Những cái gì mà tiêu cực á thì đối với LJ thì cái cách mà xử lý những cái mà tiêu cực á, thì là mình sẽ không cho nó đến gần mình. Có nghĩa là trên YouTube ai mà chửi LJ thì LJ sẽ cho người đó không có coi cái channel của LJ nữa, hay là hoặc là vào channel của LJ để chửi nữa, hay là lên Facebook chửi mình thì mình cứ block. Hay là tất cả những cái gì chuyện buồn ở ngoài đời thì những cái chuyện gì mà vui, mang cho mình hạnh phúc, mang cho mình tiếng cười, mang cho mình tiền bạc thì mình sẽ tiếp những cái chuyện đó. Còn mà những cái chuyện mà nó kiểu là mang cho mình buồn phiền ấy thì thật sự nha, bạn bè hay là kể cả LJ nói thiệt, gia đình hay là bất cứ ai mà mang tới những cái gì mà buồn phiền cho mình á thì mình không nên tiếp những cái chuyện đó, không, để cho nó đi qua một bên đi rồi tính tiếp. Ý là không phải tính tiếp mà giống như là kiểu để cho chuyện đó nó không có liên quan gì tới mình, chuyện đó nó không có mang gì tốt đẹp gì cho mình, cho gia đình mình, thì mình không nên mình cho nó tiếp cận mình, đúng không? Anh không biết là tại sao. Cho nên là LJ cũng không hiểu là những người mà họ sống mà lúc nào họ cũng chửi người này, hay là giận người này, hay là gây sự, hay là muốn gây lộn, làm sao mà mình có thể sống một cuộc sống mà vui vẻ và hạnh phúc khi mà mình lúc nào mình cũng muốn cãi, mình muốn chửi, mình muốn này nọ với người ta, đúng không? Còn mà giống như là đó vậy thôi, đó. Còn mà những chuyện mà giống như là mình troll thì lại khác. Nhưng mà mình một khi mà mình đã chửi thì nó là cái đầu của mình nó lại vậy thôi. Đấy, vậy thôi. Anh em sống tích cực lên nhé. Cô gái nhìn trẻ trung năng động và nụ cười tươi như vậy lại ẩn chứa đằng sau quá nhiều nỗi buồn thẹn. Gia đình nữa chắc. Thì một khi trẻ như vậy, nhỏ như vậy thì những cái chuyện mà làm cho mình buồn chỉ là cái chuyện gia đình thôi, đúng không? Hoặc là chuyện tình yêu, yêu sớm. Từ lúc em còn bé đến tận bây giờ, điều làm em buồn nhất đấy là em luôn nghĩ em một mình ạ. Vì sao em nghĩ như vậy? Bố mẹ em, hai người đã hết tình cảm với nhau rồi và mọi người đều đi tìm gia đình mới của mình. Và em phải tự lực trong cuộc sống của em và tự tìm kiếm hạnh phúc cho em. Và em đã phải tự trưởng thành và lớn lên cho đến tận bây giờ để ổn định cuộc sống của mình ạ. Cái khoảng thời gian lúc mà em còn nhỏ đó thì em sống chung với ai? Người đầu tiên em ở là bà ngoại của em. Sau khi mà em lớn hơn một xíu thì em phải tập trung vào học hành nên em chuyển sang nhà dì của em. Và nhà dì là giáo viên nên dì có thể kèm cặp em hơn. Sau khi mà em lớn hơn nữa thì em nghĩ là em phải tự lập rồi. Em ra ở riêng và em tự học hành và làm việc, tự vươn trải vào cuộc sống của mình để không làm bố mẹ lo ạ. Để anh chia sẻ với em cái điều này, nhiều khi mình sẽ có những cái không may mắn của mình và cái đó mình không được chọn, đúng không? Hồi nãy em nghe em nói là em cảm thấy em lonely. Tại vì hôm nay mình có cơ duyên mình gặp nhau, đúng không? Cái anh cho em một lời khuyên là mình sửa câu đó lại chút xíu thôi. Em cảm thấy em lonely cho đến khi em bước lên sân khấu này. Đúng không? Tại vì sâu không? Wow. Một cái câu nói rất là đơn giản từ Trấn Thành, nhưng mà với cương vị của một người nghệ sĩ, mà nhất là lúc mà bạn đang đi thi như thế này đó mọi người, nó rất là một câu nói rất là đơn giản nhưng mà mình cảm thấy nó rất là hiệu quả, nó rất là truyền động lực ấy. Lúc này là trong đầu của bạn suy nghĩ là hình dung ra cái cảm giác là ồ, thật sự lúc này tôi không có lonely tại vì tôi đang ở sân khấu. Nó sẽ cho bạn nhiều lửa và những cái năng lượng để mà bạn tiếp tục làm nhạc thật là hay hơn, để mà bạn cố gắng để tỏa sáng hơn trong những cái lần sau bạn lên sân khấu. Và cái câu nói này nó sẽ đi theo Young Puppy một thời gian dài, nếu không phải là đi theo Young Puppy cả sự nghiệp hoặc cả đời đấy. Wow, một câu nói rất là đơn giản mọi người, nhưng mà nó cho mình nguyên một cái hình ảnh chạy trong đầu của mình luôn á mọi người. Wow, bởi vì người ta mới gọi là đệ nhất MC đấy. Khi em tìm được đúng chân ái thì sẽ có nhiều người khác bên em. Chúng ta đều được sinh ra để xứng đáng được nhận yêu thương, và mình cũng được quyền chọn cái người để mình yêu thương luôn, đúng không? Đúng rồi. Trong cái xui thì nó lại có cái hay. Mình không lựa chọn được cái sự khó khăn của mình lúc mà mình còn là con nít, nhưng mà mình vì đó nó cho mình sức mạnh, vì đó nó cho mình những cái sự hiểu biết và những cái nhìn nhận sau này để mà mình lựa những cái niềm hạnh phúc của mình. Tại vì lúc mà mình thiếu thốn, lúc mà mình không có được may mắn như người ta như vậy thì mình biết là mình cần cái gì vậy. Yeah. Cho nên mọi người á, thấy không, không phải chiếc chương trình này, tất cả những câu chuyện của những người mà họ làm được một cái gì đó rất là này nọ đấy, họ đều có một cái câu chuyện phía sau của họ, một cái quá khứ của họ. Mà mọi người để ý đây, tất cả những cái này đều là xuất phát từ chuyện gia đình, ba mẹ, đúng không? Cho nên là anh em cố gắng học vào những cái câu chuyện này và yêu thương sẽ tự tìm đến nhau để yêu thương nhau. Đó là một quy luật bất biến của vạn vật. Cho nên anh nghĩ là hôm nay em tìm đến đây để trao yêu thương và em sẽ được nhận lại yêu thương. Anh tin vậy ha? Em cũng tin là như thế. Ok, cảm ơn em. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Mình cảm ơn mọi người và các vị ban giám khảo và huấn luyện viên hôm nay đã ủng hộ cho mình ạ. Ok, cảm ơn Big ạ. Nói về bài hát này thì rõ ràng là nó rất là hợp với cả cái độ tuổi của Puppy. Và khi em trình diễn thì anh cảm thấy là nó rất là dễ thương, nó rất là đúng là với cả cái độ tuổi của em hiện tại. Với cái style này, anh cũng có thể giúp đỡ em để làm đó. Trời ơi, cái tôi nói cái này y chang Big Daddy, bởi vì tôi rất là thích Big Daddy mà mình có suy nghĩ giống nhau mà. Giống những cái kiểu sô-cô-la kẹo mút, giống như là giống thôi à, giống đó, hơn đấy. B-Ray, nói về sô-cô-la kẹo mút, mấy cái màu nhạc này thì nó gọi là sở trường của em rồi mà em cũng này nó không, cái này là sở trường. Cái lần này B-Ray nói về sở trường của B-Ray thì đúng, này là B-Ray có cả hóa đơn này. Chứ tôi hỏi là anh Karik, anh có một cái lý do gì để không đạp chọn bạn không ạ? Thật ra bài lúc nãy dễ thương thật, cái anh đang trông chờ em nhiều hơn, anh muốn có một số đoạn rap thuần nhiều hơn. Lúc đầu rap thuần nhiều mà Karik. Lúc đầu rap thuần nhiều. Nếu mà nói về như vậy thì bạn này rap vẫn nhiều hơn là thí sinh nữ trước. Nhưng mà vẫn 2K2 đều có rap, chỉ là nhưng mà mình cảm thấy bạn này rap nhiều hơn chứ. Và anh thấy là em chủ yếu em đi melodic là nhiều. Nói chung là do anh khó tính thôi mà, không phải vấn đề. Thật sự thì mình thấy là Karik là không có còn làm nhạc cute formawe nữa, giống như hồi xưa nữa, cho nên là Karik không chọn thôi chứ. Nhưng mà chứ bây giờ mọi người thấy nhạc của Karik rất là deep, rất là ý nghĩa, rất là có câu chuyện ở phía sau, hơn là chia tay anh không đòi quà rồi nọ, những cái bài trước đây. Chứ còn mà mình thấy bạn rap thuần rất là nhiều, cái câu từ bạn rất là hip hop. Yeah, nhưng mà cũng có rất là nhiều melodic rap ở trong đó, và flow melody đấy, đúng không? Ok. Không sao, tất cả là lựa chọn. Bài đó hay nha, bài dễ thương, dễ bay rồi đó. Cảm ơn những góp ý của Karik dành cho bạn. Vòng sau mình sẽ còn làm... Em có. Đó, mình cùng mình còn... Vòng 1 này em nghĩ là em sẽ mang những cái đơn giản nhất của em đến để cho mọi người xem. Và những vòng sau em muốn làm nó sâu hơn một tí để đúng là con người thật của em, là những cái bản tối mà em đã mang trong mình suốt mười mấy năm qua. Vậy là thuộc rồi. Yeah, nhạc của Karik dạo này rất là tối ấy. Nhưng mà mỗi người nghệ sĩ họ đi qua từng cung bậc cảm xúc, mà sẽ có những người họ làm nhạc vui, làm nhạc buồn, xong họ làm nhạc vui tươi và ngược lại, phải không? Khổ chưa? Cái gì em, cái gì mới xịt lên vậy? Em muốn gì? Không, em đồng ý thôi. Em đồng ý và em rất là sẵn lòng đi chung với bạn cái hành trình này. Anh Thành ơi, bây giờ em có thể đạp lại không? Không, anh đạp em thì có. Tôi đã nói với em rồi, câu này là câu khắc cốt trung tâm. Có không đạp, mức đừng tiêu. What do you think? สำหรับผมรู้สึกว่าตั้งแต่น้องขึ้นมาบนเวทีเราจะรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรและก็พลังบวกนะครับซึ่งในเพลงฮิปฮอปเนี่ยผมไม่ค่อยได้รู้สึกถึงความรู้สึกนี้มาก่อนแล้วก็ปกติแล้วเวลาเพลงฮิปฮอปมันจะมาในแบบโหมดซีเรียสโหมดเครียดโหมดชีวิตอะไรเงี้ยดีเหมือนกันที่เราได้ผ่อนคลายแล้วก็เราได้เห็นการแสดงที่เรารู้สึกว่ามันได้ยิ้มตามตลอดเวลาผมเชื่อว่าลูกสาวผมจะต้องเป็นแฟนคลับคุณAnd hi, you like the performance? Yeah, anh đồng ý với F Hero. Em bước ra là cái bản này very dễ thương. Anh thấy nhạc em là trending cho mấy người trẻ sắp đường em là very nổi tiếng hiện tại, bro. Em cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn anh Thái ạ. Bây giờ em có cái nguyện vọng gì không? Em muốn về đội một người nào đấy có thể giúp em viết rap giỏi hơn. Tại vì hiện tại sở trường của em đang là melody. Câu nói này rất là hữu ích. Em muốn trending cho mình thêm về rap để có thể hoàn thiện hơn ạ. Có người nâng khăn sửa túi rồi kìa. Nếu mà nói như vậy thì B-Ray là hợp lý nhất. Đó là nguyện vọng của em. Ôi chú cha, thí sinh này là được nói nguyện vọng trước khi mà huấn luyện viên tranh nhau. Tại vì nếu mà nói nguyện vọng sau khi bây giờ người ta tranh trước thì nói nguyện vọng nó hơi bị kỳ đúng không? Yeah. Suboi cũng đang chỉ về phía mình ạ. Em nói thêm vào thì thực ra là lý do mà em đợi tới rất là gần sát em mới bấm là tại vì em muốn nghe hết bài hát để mà trọn vẹn đúng không? Không muốn làm cái màu mà mọi người đã xem rồi, nhưng mà bạn quá hay cho nên em bấm, và cộng với lại cái lời nói vừa rồi của bạn thì em lại càng tự tin là khi mà bạn về team của em sẽ có thể khai thác bạn. Anh cũng nghĩ B-Ray có thể làm điều đó cho em đấy. Yeah, B-Ray cái flow của B-Ray điên lắm, mà B-Ray có rất là nhiều flow. Yes sir. Thật sự luôn á, cái cách mà B-Ray rap rất là nghe đã lắm. Một cái beat mà bình thường thôi mà B-Ray mà nó muốn flow mà kiểu lit là vẫn được luôn. Em thấy chị Suboi cũng có thể mà anh. Ủa gì ông nội? Em ơi. Bé nó gửi tín hiệu từ vũ trụ rồi. Nói gì nữa. Đem phân tách Suboi thì dĩ nhiên là quá hợp với em rồi. Chắc là bé không có phủ nhận cái trình rap của B-Ray đâu, chỉ là Không có biết là có tin tưởng B-Ray hay không. Ôi mình nói giỡn rồi, em mình nó liêm lắm mọi người. Chị đã trải nghiệm nhiều, chị cũng là một người bước ra và đi lên từ nỗi đau để có thành công như ngày hôm nay. Và chị hơn ai hết là một người đồng cảm và thấu hiểu, cho nên chị sẽ biết em đã trải qua những gì để đưa lời khuyên đúng đắn. Cái thứ hai, Suboi là người rap đậm, rất là đậm, cho nên Suboi sẽ biết cách để đưa cái tâm lý rap nữ hợp lý với em. Cái thứ ba, Su có đầu ra, cái đó là giá trị nhất đó. Có đầu ra rồi, đi lưu diễn đồ này nọ. Nói chung thì là cái gì làm nhưng mà có đầu ra là nó vẫn là quan trọng nhất mọi người, đúng không? Giống như là mình là một cái công ty, một cái hãng xưởng, mình tạo ra sản phẩm mà không có đầu ra thì cũng hơi mệt đấy. Anh Bi thì đồng ý là ảnh là cái người là rất thích xoáy vào người ta, nhưng mà Bi là bad boy. Nếu em mà đủ can đảm thì em đi chơi với bad boy, nó có nhiều cái hay lắm, thú vị lắm. Cái gì càng nguy hiểm càng hay, đúng không? Người đàn ông của gia đình. Người đàn ông dạo này Big cũng có đầu ra nhiều vậy, trời ơi. Nhưng mà ở connection của Suboi với những cái mà chương trình của châu Á và thế giới thì nhiều hơn đấy. Người đàn ông của gia đình, không phải bad boy, rất là liêm, thích coi đá banh và nhậu. Anh có gì muốn nói không, anh biết đi. Anh Thành có nói là Su có trải nghiệm và bảo có thể cho em ấy những cái góc cạnh nó sâu sắc hơn. Thì anh... em có Emily đúng không? Big Daddy thì có Emily, giống như show vợ đúng không? Có thể cho em cái sự hạnh phúc và an toàn, tại vì anh và chị Ly đang rất là hạnh phúc. Đó. Khi nào em về với cả team anh thì em sẽ được cái sự ấm áp của một gia đình. Đó là ba cái sự khác biệt. Em ơi. Thì cái này nó đó là một cái phát nó không thể nào cãi được, nhưng mà nói về sự thuyết phục thì nó chỉ khoảng 70% thôi Bích. Đó, nói vậy thôi. F, I would like to listen to your advice. In my opinion, okay, I think Suboi is Big Mama of TikTok. Okay. Một giọng thôi, ông F là tại vì quen biết đồ với Suboi đồ này nọ rồi, đúng không? Anh Thái VG, em cần ý kiến của anh. Cái bài này em biểu diễn bên này á, anh feel biết là hợp với em nhất để làm em viral and trending. Anh em biết làm nhiều. Ok. Đó là nếu là mục đích là viral and trending, nhưng mà hồi nãy bạn có nói là muốn cái trình rap nó đi lên đấy, đúng không? Nhưng mà anh Thái, mọi người để ý cái cách nói chuyện của anh Thái á, rất là rõ ràng. Có nghĩa là anh Thái chỉ mới nghe bạn này qua bài này thôi, cho nên anh Thái nhấn mạnh ngay lúc trước khi anh Thái ảnh comment là anh nghe cái bài này của em ngày hôm nay đó, rồi xong mà sau đó ảnh đưa ra cái ý kiến của ảnh. Tại vì anh Thái là một người nói chuyện rất là rõ ràng, cái gì ra cái đó, cái đó là cái tính cách của anh Thái đó. Anh Thành muốn nghe ý kiến em người nằm ngoài luồng. Dạ không ạ, dạ không ạ. Trời ơi, thì anh có lời khuyên cho em là best boy nhưng mà chưa bây giờ là best choice hết. Hãy về B-Ray. Hay luôn. Em cũng là Thiên Bình tháng 10 ạ. Đi đây là cái gì? Dạ em Thiên Bình tháng 10 ạ. Ồ, bạn này cũng thuộc dạng là có làm bài tập trước khi đi học, đi thi đó mọi người. Đấy, có nghĩa là biết rõ những cái rất là detail, rất là chi tiết của những người này để mà bạn có thể mà giống như là nói chuyện với họ và cái gì đáp ứng hả? Đáp họ cái gì đó. Tự nhiên mất cái chữ này ta, là đối đáp với họ trong cái lúc này đấy. Em về em sẽ bị áp vía. Ai nãy giờ thấy bạn này tránh B-Ray nha, tôi nghĩ là là tránh B-Ray nha, mà thường là ghét của nào chờ trao của nấy. Vậy thôi. Ác vía. Nghĩ là sao ta? Là em sẽ hít bạn hả? Đó. Ác vía là không có hợp nhau ông nội. Anh chưa bao giờ biết một cô gái nào trong cuộc đời anh luôn ấy. Cái này em làm chứng nha, em làm chứng. Có ông làm sao làm chứng được? Ông có ở đó với lúc nó lên nó lại những gái nào không? Không, giống như là lúc mà diss người này người kia đấy, là ăn hiếp chứ còn gì nữa. Giận thôi, ai nhột. Sorry. Người ta ăn hiếp bạn đấy. À, Karik nó biết nhiều nhờ. Mọi người cần cái phát gì đó hỏi hỏi em. Ok, ok. Công nhận về Karik là hai anh em nhà này là chỉ hay bắt nạt em thôi. Với những cái dữ kiện như thế thì cái người phù hợp nhất với em. B-Ray, B-Ray. Mời em là B-Ray. Đó, đó giờ, ghét cô nào chờ chào cô nấy đấy. Hãy chờ đón xem em B-Ray sẽ dẫn dắt mình theo một con đường sự nghiệp âm nhạc như thế nào nhé mọi người. See ya. Bạn này phải cho B-Ray cho một cái beat lúc đầu vô cho cái beat thiệt là buồn, làm nhạc buồn xong rồi đổi qua cái beat thiệt là ghen đó. Tại vì bạn này rap rất là rõ chữ. Rap Việt 2024 20h thứ 7 hàng tuần xem sớm nhất trên siêu ứng dụng VieON. Thưa quý vị, thí sinh tiếp theo Left Hand. Tay trái. Bạn này nhìn giống như Hàn Quốc, nhìn cute for my well, kiểu thư sinh đồ. Cái tên Left Hand, chắc bạn này là cũng fan của Andre, nhưng mà bạn này là thuận tay trái cho nên là đặt tên là tay trái. Left Hand AK Tiểu Rùa, mình sẵn sàng. Mình đến với rap ạ. Hồi học cấp 1, bạn mình có mở cho nghe thử Eminem và mình thấy cái nhạc này kiểu toàn đọc ấy. Từ đấy mình bắt đầu tìm hiểu về nhạc rap mainstream. Đến một ngày khoảng lớp 7 hay sao á, mình có một cái ý nghĩ lóe sáng trong đầu. Mình bảo cái này mình cũng làm được. Bắt đầu mình tập viết trên những cái beat của Eminem ấy. Càng làm thì nó cũng trở nên nghiêm túc hơn. Mình đọc khá là nhiều truyện tranh, xem khá là nhiều phim hoạt hình. Những cái đó là nguồn cảm hứng sáng tác cho mình rất nhiều. Mỗi khi mình lên sân khấu ấy, mình cảm giác như mình bước ra từ trong phim hoạt hình, cảm giác nó sắc màu á. Mình bắt đầu thực sự làm nhạc nghiêm túc vào khoảng 2017 á. Tính đến 2024 chắc cũng phải ngót nghét 100 bài cả collab nữa. Tất cả những cái sản phẩm đó nó là đa thể loại nhưng mà chủ yếu vẫn tập trung vào tình yêu. Mình nghĩ mình là một người yêu rất là nhiều, nhưng mà không có nghĩa là mình yêu nhiều người đâu nha. Mình muốn thử sức xem cái giới hạn khả năng viết lời làm âm nhạc của mình tới mức nào. Đây chắc chắn là một cơ hội rất là lớn đối với mình khi mà được gặp những anh chị tiền bối. Mình nghĩ sẽ rất thú vị. Nên là mình đã quyết định tham gia Rap Việt năm 2024. Yeah. Chào em xin chào anh Trần Thành. Em cũng bắt tay trái luôn hả? À, là do mình thuận tay trái mình đặt rồi mình left hand hả? Cũng không hẳn đấy ạ. Đấy phải. Cái random pick của em là tay trái. Cái gì? Vậy tại sao mình lại tên là Left Hand? Có một câu chuyện là hồi trước cũng không hẳn đấy ạ. Em chọn đây phải. Là cái random pick của em là tay trái. Random pick? Làm sao ta? Random pick hả, là lâu lâu xài tay trái cho nên đặt tên tay trái hả? Vậy tại sao mình lại tên là Left Hand? Có một câu chuyện là hồi trước khoảng thời gian em làm nhạc á, thì mọi người còn biết em với một nghệ danh nữa là Tiểu Rùa. Tiểu Rùa? Đừng đùa khi Tiểu Rùa đang cầm phịt tèo. Cái khoảng thời gian đấy... Cái đó thì mình không biết. có chơi bóng đá và lỡ bị gãy tay. Cho nên là khoảng thời gian rất là dài em phải sinh hoạt bằng tay trái. Mà lúc ấy làm nhạc lại blow up chứ, thế là nên đổi cái rap name luôn thành là Left Hand. Để ở Left Hand trên mọi DSP luôn. Mà cái này cũng ý nghĩa với em chứ. Yeah, là từ lúc đó bạn viết nhạc bằng tay trái mà. Và lại nhạc thì lại được nhiều người ủng hộ vào lúc đó. Cho nên là ok, những cái gì mà mình dự đoán đều là sai. Mình phải làm một cái việc mà mình không nghĩ là mình làm trước đấy, đúng không? Đấy là mình vượt qua đấy, đúng không? Đấy, hôm nay Left Hand cũng vượt qua y như thế nhá. Mời em Left Hand. Ok, vô một bài thiệt là lít nào. Yêu một người có lẽ là bài gốc. Nhà sản xuất phối là Pixel Neko. Bài hát là Mộng Mơ. Ca sĩ hỗ trợ là 52. Cái bạn 52 HZ này là hình như là nổi tiếng lắm nè. Yêu một người có lẽ chỉ cần trôi đi. Nắm nụ cười hạnh phúc vô tình phải sầu đi. Trái tim chẳng thể diễn biến chi. Tiếp tục đi những giấc mơ người cô cháu. Chắc vẫn luôn là anh, ảo tưởng về phút yên lành. Một phút đấu tranh em biến mất nhanh, vành khuyên đậu đỗ trên cành. Và còn đau những dấu yêu mỏng manh, phôi phai bờ môi ấm, nào anh vỡ mộng hàng đêm suy tư bấy lâu. Bạn này thì là nhạc, bạn này là bây giờ mình hiểu sao là bạn này có rất là nhiều fan luôn nè. Cái kiểu mà kiểu rap này nè, là con gái rất là thích luôn, rất là tình cảm. Nhưng mà cái đó không phải là thuần rap nha. Níu kéo làm gì chuyện tình yêu mù quá lâu ếch mong mơ cầm tim anh dại khờ gật đầu đồng ý một hách dốc uống hèm nằm đơ khi say anh nghĩ anh cầm micro ôi anh là hát to vậy thì đừng phí và mơ đừng đếm đi vào sâu chỉ cần trái tim nắm đôi tay hạnh phúc vô tình không sợ đi trái tim trong thế giới. Bạn nữ hát hay quá. Bạn Left Hand này hát cũng rất là hay. Bài này hát nhiều quá, mình không có cái comment nào cho bạn này là tại vì thật sự thì là không phải là rap để mà LJ nghe, để mà LJ nhận xét nhiều. Nhưng mà cái bài nhạc này rất là hay mà mình đã cuốn vào bài nhạc, và mình nghĩ là cái bài nhạc này nó có giá trị nghe lại rất là nhiều. Nhưng mà bạn cảm nhận rất là tốt, thì có thể Big Daddy nó là hứa hẹn là lần sau bạn sẽ rap nhiều hơn. Bạn này có tố chất rap, tại vì có những cái flow melodic của bạn ở trong đó. Nhưng mà you know, thì phần lớn vẫn là hát, cho nên là để coi Big Daddy nói như thế nào nha. À, mà đây là lần đầu tiên mình thấy bạn 52 HZ, cái chữ đó đọc sao cho chữ H, chữ Z, chữ Z đấy, HZ đấy, 52 HZ hát rất là hay, và biểu diễn sân khấu nhìn bạn rất là sáng. Thưa quý vị, xin một câu đây nữa cho Left Hand và ca sĩ hỗ trợ 52 HZ. 52 HZ. Các bạn ơi, mình bình chọn nhé. Ok. Yeah, chúc mừng em. Và chúng ta có một chọn từ Big Daddy. Trước tiên xin mời các vị giám khảo chia sẻ về cảm xúc. Xin mời Ti. Anh biết là khi mà ở hiện trường ấy thì những cái chất liệu như này nó sẽ hơi khó cảm một chút. Và anh cũng có nói rồi, cái nào không biết ở hiện trường thì có autotune giống vậy không ta? Thuần quá, ví dụ như là bị nặng autotune vào chẳng hạn, hoặc là có những cái hòa thanh quá mở thì nó sẽ khiến cho mọi thứ nó không đóng kịp thời để mọi người cảm nhận được. Trong cái quá trình mà làm sau này, anh sẽ nói nhiều hơn để mà em thấm nhuần hơn là khi lên trên sân khấu này mình cần những cái gì để mình có thể attack được cái tai nghe ở đây. Ở ngoài kia em làm được rất nhiều thứ, không chỉ riêng là những cái gì anh được nhìn thấy ở đây đâu. Nếu mà hôm nay không nói em là thí sinh thì anh nghĩ là đây là cái phần trình diễn của ca sĩ khách mời. Em gọi là anh Ti rất nhiều. Đó là một lời khen ngợi dành cho em. Anh Thái, anh nghĩ sao về cái style của bạn? Cái bài này ok, cái performance cũng ok. Nhưng mà em qua với Biết thì Biết sẽ giúp em cho nó chắc lại cho em. Yeah, cảm ơn anh Thái ạ. Yeah. Biết ơi, vì sao em chọn bạn vậy? Em có nghe nhạc của bạn ấy và em khá thích một vài sản phẩm. Bạn ấy cũng là idol của con trai em. Cảm ơn anh Vinh rất nhiều. Khi mà con trai em biết là em tiếp tục ngồi huấn luyện viên thì con trai em có hỏi là bố ơi, năm nay có chú Left Hand không? Tại vì là bạn ấy rất là thích cái bài Phi Tiêu của Left Hand á. Dù anh rất là thích âm nhạc của em ở ngoài nhưng mà anh nói thật là cái phần thi ngày hôm nay nó chưa thực sự là chinh phục anh lắm. Tại vì anh nghĩ là nhiều khi mình mang một bài dự thi lên một cái vòng chinh phục mà nó quyết định như này á, mình nên trực diện hơn một tí. Mình sẽ không nghe nhạc để chill, mình đang nghe nhạc để mình xem là cái tài năng của mình như nào. Nhiều khi ví dụ em lên trên sân khấu ấy, có nhiều cái tuyến melody của em thấy nó còn hơi đi ngang cơ. Nhưng mà không sao, anh nghĩ là với cái tài năng mà em có thì anh có thể hỗ trợ được em ở những vòng tiếp theo. Xin cảm ơn em. Chúng ta cùng xem kết quả bình chọn như nào nhé. Phần trăm hợp lệ, và mời bạn về với team Big Daddy. Shout out cho anh Big, em sẽ cố gắng hết sức. Mọi người nhớ ủng hộ mình nhá. Peace. Các bạn thân yêu, thí sinh tiếp theo là một người đã chờ đợi gần 4 năm trời để có thể trở lại và cảm nhận được một lần nữa việc đứng trên sân khấu của Rap Việt. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Nhật Minh, nghệ danh của mình là Willis. Tại sao cái tên của bạn này nghe nó quen quen ta? Hiện tại chưa có thi mùa 1 rồi hay sao ấy? Willis, hình như là ở trong team của Binzy của mùa 1 hay sao đó. Sinh sống và làm mình làm mẩy tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình rất vui khi được có mặt tại Rap Việt 2024. Hạnh phúc như tôi biết đam mê cái đam mê. Năm 2020 đấy thì mình đã tham gia Rap Việt mùa 1 thì mình đã có một cái phần trình diễn không tốt, cũng như là mình đã có những cái sự chuẩn bị nó chưa được rõ ràng của Chu. Mình đã không được huấn luyện viên nào chọn. Đấy là một trong những cú sốc đầu tiên của mình khi mà mình theo đuổi âm nhạc. mình cũng đã thử hát, chơi nhạc R&B cũng như là thử sáng tác những ca khúc mà nó nhẹ nhàng hơn, nó trái ngược hoàn toàn với dòng nhạc rap. Sau một thời gian rong ruổi khắp tất cả những con đường âm nhạc thì mình cảm thấy rằng là nhạc rap nó vẫn là cái nơi mà mình thể hiện được bản thân một cách đúng đắn nhất. Đến với Rap Việt 2024, mình muốn phục thù bản thân mình và cho bản thân mình. Mình muốn sống lại cái khoảnh khắc được đứng trên sân khấu khi còn là một thằng nhóc 20-21 tuổi. Mong rằng mọi người sẽ theo dõi cũng như là mọi người sẽ đón nhận phần biểu diễn của mình tại Rap Việt. Yes sir! Chào em. Đầu tiên thì cho phép em xin kính chào 4 vị huấn luyện viên, 3 vị ban giám khảo cũng như là toàn thể các bạn khán giả có mặt ở trong chương trình Rap Việt 2024 ngày hôm nay ạ. Yes sir. Em đã phải đợi 4 năm, 3 mùa casting cũng như là 1477 ngày để một lần nữa được đứng trên sân khấu này, được sống lại khoảnh khắc là được sống với đam mê của mình ạ. Qua cái chia sẻ của em, 4 năm là dài đó nha mọi người. Đó là từ lớp 9 đến lớp 12 đó. Là nguyên một cái gọi là năm đầu và năm cuối của trường cấp 3 đấy. Thế cảm nhận được em yêu nó như thế nào? Dạ vâng. Đợi lâu đến như vậy rồi thì hãy dồn tất cả tình cảm trong lần ấy thời gian ra với tiết mục lần này nhé. Dạ. Chúc em may mắn. Cảm ơn ạ. Bài hát của mình mang tên là Anh Trai Hay Sai ạ. Có thể coi như là một lời xin lỗi cho một người đang dỗi. Sai rồi. Sản xuất bản phối là Kato. Anh Trai Hay Sai, sáng tác Công Hải, không có can sĩ hỗ trợ. Vợ ơi dạo này anh hay bị cảm. Cảm ơn vợ, cảm ơn em vì lo từ chân đến kẽ tóc cho đến cả hơi thở. Lo cho anh quần áo tươm tất này để ra văn vở. Bơm cho anh một chút hơi ấm này, thổi qua một chân trở. Em nói là mình thích cái câu đầu tiên của bạn này. Các bạn nhớ mỗi lúc mà mình đang thuyết trình một bài thuyết trình đi, hoặc là mình rap đi, mà một cái đoạn mà dừng lại á, nó rất là quan trọng nha. Tại vì cái khoảng khắc dừng lại đó nó cho người nghe thời gian để mà ngẫm cái câu mình vừa nói hoặc là vừa rap. Như vậy nó sẽ giúp cho người nghe họ có một cái sự gọi là thấm hơn những cái gì mà những cái mục đích của mình. Vâng. Yeah, câu đầu tiên vô hay đấy. Vợ ơi dạo này anh hay bị cảm. Cảm ơn vợ, cảm ơn em vì lo từ chân đến kẽ tóc cho đến cả hơi thở. Lo cho anh quần áo tươm tất này để ra văn vở. Bơm cho anh một chút hơi ấm này, thổi qua một chân trở. Em nói là nghe, anh tin, anh yêu, anh thương, anh mau, anh quan tâm, anh thăm, anh lo cho anh bên anh khi băng ca xong giới làm thế. Anh chưa biết là em giận vì đâu nhưng sai làm thế nhở. Nhưng mà anh sẽ kết được mình tệ ở đâu dù cho phương hạn kế mỏ. Gọi anh là trả vì em bảo là anh chả yêu em. Anh biết là tối qua anh ngành ngào với cả hơi men. Biết là phải lắng nghe chứ không phải là trả cho thêm. Để anh được hiểu em hơn, để anh được xin nhận hết cái sai để cái là niềm tin. Để thấy em vui chứ không phải là im. Em cứ im và em cứ việc thể hiện cho anh là sai. Hey! 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 Okay! Hay quá! Rất là phù hợp cho những cái thanh niên nào mà thích nịnh vợ, nịnh bạn gái mà. Yeah, mà nghe nó không có bị sến hay là nghe nó rất là nhí nhõm á, nghe là kiểu là một cái vibe của một chàng trai rất là kiểu là hay chọc, hay giỡn, hay chọc cho vợ mình cười đòi đó. Bài này rất là phù hợp, nó không có bị kiểu là sến mọi người. Yeah. Ok, 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 holistic. Và cái hook nghe cũng rất là dính nữa, đúng nghĩa cái chữ hook luôn. Chán anh cao, nhưng mà tôi anh thấp. Chỉ sao cho em, còn áo anh kia anh chất. Hợp lý. Chán anh cao nhưng mà cái tôi anh thấp, chỉ thấp cho em thôi, ngoài kia anh chấp. Đấy, đã hợp vai, đỉnh, được lắm bạn à. Chán anh cao, nhưng mà tôi anh thấp. Chỉ sao cho em, còn áo anh kia anh chấp. Nét quỷ nhì ma đi ba thì mong em ngừng giận. Muốn chăn ấm nếp em nên cái em nghe tường tận. Vì sao? À, bạn này là mình nhớ tới cái bạn gì ôi, tự nhiên quên tên luôn rồi, hồi xưa mà hay diss gì lại MCK á ta. Cái tự nhiên tôi quên tên hồi xưa mình thích nhạc của bạn đó luôn, bạn gì mà nhất gì âm phủ này ngủ đêm mơ vậy đó, tự nhiên quên tên các bạn rapper đó luôn, rapper rất là nổi tiếng mà mình cho mình cái vibe của bạn đó nhưng mà kiểu mà nó hip hop hơn, kiểu mà nó đường phố hơn, cái cách mà bạn viết lyric á. Trời ơi, tự nhiên tức dễ sợ, tự nhiên tôi quên tên cái bạn rapper đó luôn, tôi cũng thích bạn đó lắm. Yêu gì, yêu sắc yếu á, yêu sắc yếu sắc bạn là đây. Ocean, đúng rồi. Trời ơi, tự nhiên tôi quên. Là bạn này cho tôi một cái vibe của rapper Ocean mọi người, là nhưng mà Ocean thì nó kiểu mà giống như là văn thơ hơn, còn Willis thì cho mình cái kiểu mà viết lyric cũng là kiểu viết lyric đó nhưng mà lại đường phố hơn mà. Yeah, kiểu đường phố hơn một chút xíu đúng không? Nhưng mà không bị sến, vẫn là nịnh được vợ và chọc cho cái người nghe cười đó. Tôi nghe, đàn ông tôi nghe còn cười nữa, không chi mấy bà. Hơn ok, để mình gắn kết hơn hợp tường tận. Vì sao? Ai mong em ngừng giận. Một chăn ấm nếp em nên cái em nghe tường tận. Vì sao? Giờ này anh tốt hơn ok, để mình gắn kết hơn, hợp ý hơn sau đừng bữa cơm ok. Giờ này vun đắp cho tổ ấm anh nên về sớm hơn ok. Anh nên dùng bát thay ok, cưng chiều bé hơn ok. Ok, lên sân khấu anh cần view, sau anh gái chỉ cần view, sau anh gái. Lên sân khấu anh cần view, sau cánh gà anh cần view, view là vợ yêu ấy. Được, view, view, ok. Yêu lên sân khấu nghe lại sau anh gái chỉ cần view, sau anh gái chỉ cần view, vợ yêu lên sân khấu anh cần view, sau anh gái chỉ cần view, sau anh gái chỉ cần view, giờ người sẽ ai đều anh thì ai sai mà đây là anh yêu còn là anh trai không muốn ai trai tôi chẳng cần phải tranh ai còn như này còn tiêu này còn mang nhiều phiền lo chỉ mong anh kể ra để anh đi sớm ngay đây vợ ơi. Hey 1 2 3 1 2 3 Hey cảm nhận tình yêu rung rinh và môi cười thi nhau khúc khích bên dưới nhà anh đèn ngập tràn lung linh dù không thường xuyên bật tivi nhưng anh luôn xem gia đình số 1 là em là gia đình số 1 là sức mạnh tinh thần anh có được anh biết có những ngày em đã cố gắng đông đầy anh lại lỡ chân không này buồn chủng lo lắng trong đây yeah, anh đã thấy rồi anh thấy rồi đã chán ghét những chân say rồi yeah, anh phải thay đổi oh baby anh đã sai rồi Yeah, tôi thấy ở bài nhạc này nó quy tụ rất là nhiều yếu tố để làm cho một bài nhạc nó hay. Mà tôi thấy bạn này làm một bài nhạc nịnh vợ nhưng mà nghe là không sến. Nãy giờ tôi nhắc điều đó rất là nhiều, tại vì đó rất là quan trọng. Tại vì một cái thằng rapper mà làm những cái bài nhạc như thế này rất là dễ bị sến mọi người. Và bạn này mình nghĩ là Willis đã làm rất là tốt cho cái bài nhạc này. Và cái hay của âm nhạc là cái mà sự khó đoán á. Giống như hồi nãy tôi không, tôi bị chất quất rồi mọi người, 1, 2, 3 nhưng mà không là nó mang tới cái sự bất ngờ cho mình không. Và những cái bạn nào mà giống như kiểu mà muốn nịnh vợ, muốn viết caption trên Facebook thì lấy cái bài này ra thì sẽ có rất là nhiều câu xứng đáng để mà mình làm một cái caption, mà nhiều câu rất là trendy đấy. Yeah. Sợ ai sai, sợ ai cũng sai đó, chứ sợ vợ của Du thì Du mới không sai thôi. Yeah, good job Willis. God damn, nice. Các bạn cảm ơn, và đó là Willis. Ủa, nãy giờ có ai đạp không? Hình như có hai người đạp đúng không? Nãy giờ tôi không để ý luôn. Tôi cũng bị cuốn vào bài nhạc quá. Bên chào nào. Đã 1% đủ chi tiêu. Xin chúc mừng bạn với hai lựa chọn từ Big Daddy và Suboi. Nhạc này mà vào team Big Daddy thì là y bài luôn. Mình chưa hình dung ra bạn này ở team của Suboi sẽ làm cái gì mà. Có thể là đương nhiên nếu mà mình về nếu mà bạn này về team của Big Daddy thì cái thể loại mà bạn đang làm thì nó sẽ phát triển hơn. Còn mà nếu mà về Suboi thì Suboi sẽ cho bạn làm những cái nó khác biệt hơn. Đấy. Karik. Tại sao không chọn? Tại vì Karik đã hết làm những cái thể loại nhạc như thế này rồi. Em nhớ rất rõ bạn Willis mùa 1 này. Mặc dù đây là một cái hình ảnh em rất là duyên dáng hơn và nhạc của em bắt tay hơn, nhưng mà anh quen với cái hình ảnh đó của em hơn là hình ảnh này. Từ giây phút này là anh đang có bắt đầu một sự tính toán cho cái slot để ghép cặp rồi. Cho nên là sorry. Ok, không sao. Cái tụi em thấy rất hợp. Video không hợp với style của bạn hả? Cái hook của bạn thực sự là rất là catchy. Em for sure luôn là cái hook đó nó sẽ lan như là lửa vậy đó. Nhưng mà như em có nói thì em không muốn lặp lại cái màu của năm ngoái đã làm rồi. Ok, cảm ơn em. Suboi, em nghĩ sao? Nói chung là người đàn ông người ta nhìn xa trông rộng anh. Người ta chưa có vợ mà người ta làm luôn cái bài mà sorry vợ rồi thì đường nào mà thua, đường nào mà thua. Ý là giờ giới trẻ người ta yêu nhau người ta cũng gọi nhau là vợ chồng mà Suboi. Vợ khùng trong khùng ấy. Có bị tầm nhìn luôn á, chưa có vợ mà tính luôn, tới cái đoạn thứ hai rồi. Cái thứ hai nữa. Người đàn ông người ta rất là hay trong việc vượt qua những cái chứng ngại vật, những gì người ta gặp trong đời và người ta từ đó người ta mạnh mẽ lên. Bạn quay lại đây với một cái thần thái rất là khác, cách viết rất là bình tĩnh và giao lưu với các bạn khán giả rất yêu mến đúng không ạ? Will ơi, thích cái bộ đồ màu hồng của em và nếu mà em qua đây thì lỗi của em sẽ được tha hết. Lỗi của em sẽ được tha hết. Gì boy, gì Suboi, Dung có phải là vợ của em đâu mà tha lỗi cho người ta, bà đòi. Không biết vì sao em chọn bạn ạ? Em chọn bạn ấy tại vì là em biết âm nhạc của bạn ấy trước đây. Những cái gì mà em nghĩ từ Willis từ trước đến giờ nó rất là khác. Hôm nay bạn ấy lên sân khấu và bạn ấy tạo ra được một cái màu sắc âm nhạc mới mà nghe nó rất là gần gũi, cute. Và anh nghĩ rằng đây sẽ là một bài nhạc được nhiều người thích. Dạ, cảm ơn em. Ủa tại sao mình lại chọn chủ đề xin lỗi vợ? Sau này em còn lấy vợ thì em còn nói với vợ là đấy ngày xưa là 2024 là anh còn lên cả sân khấu để anh xin lỗi em rồi. Anh cũng cảm ơn em tại vì mai mốt rồi lỡ có chuyện gì anh có cái anh xài. Nhưng mà anh ạ, thực ra khi mà em sáng tác bài hát này ấy, cái lỗi của em nó chỉ là những cái lỗi nó đơn giản thôi, nó sự hờn dỗi bình thường thôi. Đúng rồi. Thì mình có thể sử dụng bài hát này chứ còn chưa có lỗi thiệt, khó xin lắm em ơi. Có lỗi thiệt, khó xin lắm em ơi. Khó xin và em nghĩ là nó cần phải có sự chân thành hơn. F you like the performance? I really love him and that's sigh, so I sigh. Yeah. I really love the way he does. So I sigh. Thank you so much. ผมรู้สึกว่าเขาออกแบบโชว์มาได้ลงตัวมากครับสำหรับผมแรปเปอร์คนนี้ครบเครื่องมากเพราะผมได้ยินเขาแรปได้ชัดถ้อยชัดคำแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาจะต้องเขียนคำที่คมมากเพราะมีหลายคำที่เวลาเขาลงสัมผัสแล้วคนข้างล่างจะกรี๊ดขึ้นมาทันทีแล้วผมเชื่อว่าเพลง Exile So Exile So Exile Exile เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบท่อนวลีฮิตใน TikTok แน่ๆเดี๋ยวผมจะรอดูตอนเขาดังเลยครับผม I will wait for you so much. Cái bài này là mấy người mà bán giày người ta về người ta ghép vô TikTok liền á. Ai sai sai 41, ai sai sai 42. Đã rồi đó. Anh Thái, you like him? Cái bài này I think it's okay. Anh biết cái kiểu em chơi viral TikTok, anh vui cho em tại anh nhớ em thi 2 với 3, so em là definition đó, đừng có bao giờ give up. So I respect that out of you bro. Yeah, you know what I'm saying? Cảm ơn Thái rất nhiều. Cảm ơn anh Thái ạ. Sẽ xác định mà bạn quyết định bạn ấy sẽ về với đội của ai ạ? Anh không có ý kiến gì về bài này. Đây cũng là một cách giải quyết trong cuộc sống mà dí dỏm mà thông minh. Được ấy, anh cần cái năng lượng xứng đáng hơn khi vào các vòng trong của em. Thử lửa mình hoặc là được chạm tới những cách thức làm của các huấn luyện viên. Em sẽ phải thích nghi với rất là nhiều thứ. Anh tin là một người đủ mềm mỏng ấy sẽ uốn nắn được em tốt hơn. Và lựa chọn của bạn là Suboi. Suboi sẽ là người uốn nắn em. Mình tin rằng chị Suboi có thể đem đến cho mình rất nhiều những nguồn năng lượng. Input nha, Willis có thể là chỉnh cái tóc làm sao cho nó cool ngầu một chút xíu nữa, cho nó rapper chút xíu nữa nha bạn. Mình cảm thấy mình rất là thích bài vừa rồi. Chị Su cứ đợi đấy, em sẽ cùng chị chiến thắng. Ok là mở VieON xem phim và show hiện hành nhất. VIP để xem. Chào mừng các bạn đang trở lại với Rap Việt. Cuối cùng thì người chúng ta chờ đợi cũng đã xuất hiện. Thành viên cuối cùng của Gertnang, Mambo. Hey yo, what's up? Dạ, anh chọn Thành ạ. Chào em. Dạ, Mambo này thì là thành viên của Gertnang. Thì bạn này LJ cách đây vài năm là có nghe vài bài của bạn mà bạn làm phần lớn tiếng Anh. Mình biết bạn này có rất là nhiều fan, nhưng mà thật sự những cái bài mà mình nghe mà nhất là tiếng Anh ấy của bạn này thì chưa có thuyết phục mình nhiều lắm. Thì không biết là năm nay bạn sẽ làm được những gì. Đấy, cũng trông chờ đâu này nọ. Mà công nhận mà mấy cái thành viên của Gertnang á, họ nhìn và rất là hợp với cái tên Gertnang của họ. Gertnang đọc ngược là Nerd Gang. Nerd Gang là những bạn mọt sách, là một băng đảng của những người mọt sách hay là những bạn thư sinh đấy. Đó là có cái vẻ mà cái visual rất là thư sinh mà đẹp, đốn tim nhiều bạn nữ lắm. Mambo hiếp thứ hai. Xin chào tất cả mọi người, thì mình là Mambo, người luôn đứng trước hiếp thứ hai. Mình tên thật là Lâm Bạch Phúc Hậu, đến từ câu đội Gertnang. Người luôn đứng trước hiếp. Mambo hiếp thứ hai. Xin chào tất cả mọi người, thì mình là Mambo. Cái ad-lib mà hồi xưa của mấy bài kia, Mambo hiếp thứ hai. Có đây là người đứng trước hiếp thứ hai. Người luôn đứng trước hiếp thứ hai. Mình tên thật là Lâm Bạch Phúc Hậu, đến từ câu đội Gertnang. Thật là Lâm Bạch Phúc Hậu, đến từ câu đội Gertnang. Cái xe này, chiếc xe bán tải mà ai đổ cái đầu BMW vô nhìn cũng, hoặc là xe BMW đổ lại cái đít của bán tải, nhìn cũng hợp lý đấy. Trời ơi, cái này không phải là style của LJ nha, nhưng mà nhìn là biết bạn này có nhiều fan nữ rồi. Đến hiện tại thì Gertnang cũng đang trên đà top 1. Với cái sự thành công của anh em Gertnang thì bản thân của mình phải cố gắng nhiều hơn để mình có thể chạy đua kịp với anh em của mình. Rõ ràng là các bạn đã biết được con đường đi âm nhạc của mình là như thế nào. Còn có đôi lúc thì mình cảm thấy là mình hơi lạc lõng, mình không biết là mình phải làm gì. Tại vì hiện tại thì mình vẫn chơi từng cái dòng nhạc khác nhau, mình vẫn đang đi tìm bản thân của mình, tìm cái thế mạnh nhất của mình. Ok, cho tôi coi thế mạnh của bạn nào. Năng lượng thì Mambo có cả tá, uống một ngụm Pepsi thì đã quá. Mình đã tham gia Rap Việt 1, 2, 3 và 3 lần đều trượt hết. Hôm nay thì mình nghĩ là đây là thời điểm mà mình đã chín mùi rồi. Mình đã cố gắng rất nhiều rồi. Mình sử dụng sample của bài Kim Lớn của chị Cam và anh Hoàng Dũng. Mình cũng dồn khá là nhiều tâm huyết vào cái bài hát này. Chỉ mong là truyền cho mọi người cái năng lượng và thật sự là tích cực nhất. Luôn cố gắng phấn đấu để đạt những thứ mà mình muốn trong tương lai. Khi em lớn, sản xuất là Machiot, guitar là Sương Phương Vĩnh, bài hát tên là Hành Trình Không Dừng, ca sĩ hỗ trợ là Orange, tác giả Orange. Chứ cha, đã vậy, được cả tác giả, nghệ sĩ này nọ ra làm ca sĩ hỗ trợ luôn. Bài này Orange hát hay quá. Đôi khi cuộc đời nó không đẹp như bức tranh em từng vẽ, hai gam màu vàng trắng đen. Những chuyện vui khi mới lớn em cũng đã ngừng kể, khán giả không còn nhắc tên, thành công đến quá sớm thì thường dễ. Để bản thân bị lãng quên phải tự đặt mình ở đâu bên trong năm dòng kẻ. Khi nốt nhạc được phát lên, em cố gắng rất nhiều để bản thân được công nhận, nhưng bọn họ nhắm mắt và làm ngơ. Mật ngọt trót vào tay chính là thứ em không cần, hãy chính chọn khoảnh khắc em hằng mơ, lựa chọn đúng giây phút được tỏa sáng. Em mới chính là hào quang, nỗ lực khi phấn đấu để thỏa đáng. Khi bài nhạc được hòa vang, có phải là nằm bật khóc, em đang phân vân. Lựa chọn là thật sự đúng, em hãy bâng khuâng. Tìm được nhanh hãy thở gấp, cảm giác lâng lâng. Hãy đứng thẳng và chứng minh em chính không chung. Nhưng lần cuối em được rap, mọi niềm và em thật khác. Cuối cùng em đã làm được, không phải mong lung. Trong vòng thôi đến khi gì sáng, không mong tâm đã bao là ác. Thất bại nó có phải là bạn, em đã không thân. Vụ trong cuộc soi sáng cho em khi em luôn tin vào nỗ lực. Trong những năm qua em đang cố gắng luôn từ từ hào sẽ được thay cho những vết chim chim khi em đứng trên tivi và mẹ không còn lo lắng. Em có một lần được sống và phải luôn hết mình. Thời gian không hề uổng với tài năng em được kết tinh, một lần là nhân vật chính trong một chương trình truyền hình luôn vượt qua mọi thử thách bởi vì em có đức tin. Mình cảm thấy là mình có thể nói với bạn, bảo đảm với bạn 100% là cái cảm giác của Mambo lúc mà bạn rap cái verse 1 đó là coi như là tất cả mọi thứ xung quanh bạn là coi như nó không, nó, bạn không thấy những cái đó nữa rồi, bạn chỉ là cuốn vào những cái lời rap của bạn luôn á. Nhưng nghĩa là nó đã lắm, nó sướng lắm, rất là sướng luôn, bạn có thể thấy được cái sự sướng của Mambo qua cái kiểu là cái body language của bạn à. Không hề uổng với tài năng em được kết tinh, một lần là nhân vật chính trong một chương trình truyền hình luôn vượt qua mọi thử thách bởi vì em có đức tin. Khi lớn mọi thứ đã thay đổi, quan trọng nhất là cách mà em đón nhận ra sao. Khi lớn đối diện với giả dối, anh vô mọi âm trân trọng đem tình đưa ra trao. Khi lớn có đi đâu cả tối, chỉ cần vào và nói với mẹ rằng con không sao. Khi lớn cũng đã trưởng thành rồi, con nghe thêm vài lần thì sẽ thấy không đâu. Em phải luôn tự tin vì anh đã đứng ở đây, bọn người ta là khinh em và đứng ở đây. Hãy thể hiện cho mọi người thấy em xứng đáng được chọn, không phải do may mắn mà em được hay. Anh cũng tin em làm được cần gì cũng thôi, bản thân của mình ràng buộc chỉ cần khiêm nhường thôi. Đừng đánh mất chính mình khi mà đi ngược lối, cứ mạnh mẽ đối diện như chuyện mình thôi. Yeah, mình cảm thấy là cái bài nhạc này á, nó là một bài nhạc rất là Gertnang, đúng style của các bạn. Nhưng mà là style của bạn các bạn trước đây ấy, có nghĩa là mình biết là cái đoạn đầu nó rất là feel ấy, nhưng mà nó lại nó feel chưa đủ để mà mình đưa cái cung bậc cảm xúc của mình nó xuống để mà mình cảm thấy là xúc động ấy. Nó cứ trung ngang và tới lúc mà nó dâng trào lên như khúc này thì nó cũng chưa có dân trào hết, nó để mà tới cái đỉnh điểm để mà mình phải mọi người hiểu không, để mà mình phải kiểu như là yeah. Nhưng mà có thể là những khán giả đó, tại vì lúc mà mình nghe một bài nhạc qua audio, qua video và mình nghe ở trước mặt live thì nó lại khác nữa mọi người. Yeah. Đã là bao nhiêu lâu kể từ khi niềm đau là em trôi cuộc sâu, tìm cách để thoát khỏi đó tự nhủ là không sao đâu, cũng là 3-4 năm so với mấy tiếng đồng hồ khác, chờ đợi quá lâu đến lúc đã bay cao, làm cách đúng đắn và làm nó xứng đáng sẽ cho những điều em ước không còn là khi chỉ bao để đắm nết để thành mày tỷ phú là những người được chọn trong ấp và cùng đi bên nhau, mỗi ngày sẽ thành một ngày tốt, phải là điều hôm qua mọi người chấp thầy cố. Gertnang on the top one, nhưng mà không phải cao để mà khi nhìn vào những thứ mà em đang có đều là do em tự tạo, hai bàn tay trắng tỉnh táo để em chạm tới đỉnh cao, tụi tay mà hold right now. Với 4 chọn từ các vị huấn luyện viên và ca sĩ khách mời Orange, mời bình chọn. Yeah, cái bài vừa rồi thì mình nghe mình ý là mình nghe nhạc, mình coi Mambo với một cái tư thế gọi là bạn này là một người nghệ sĩ đã có kinh nghiệm và có nhiều bài trước đây rồi, cho nên là cái bài vừa rồi mình không có thấy nó cái gì gọi là nó là một bài nhạc của một người nghệ sĩ mà, nhưng mà cái nghĩa là nó chưa có gì đặc biệt. Dạ, yeah, chưa có gì đặc biệt. Nghe mình không có bị động lại, không có động cái gì động lại hết trơn đó. Dạ. Yeah. Em biết cảm xúc của em sau khi trình diễn ca khúc này. Mình nghĩ là Mambo vào một cái team nào mà giống như kiểu mà có thể mà unlock, có thể mà giống như là unlock những cái gì mà bạn làm được, tại vì bạn làm được rất là nhiều, tại vì người ta là trời ơi, người ta đã có rất là nhiều kinh nghiệm mà. Với bạn nghe qua những cái lời rap của Mambo rất là chắc chắn về lời, cái cách bạn viết, về cái cách của bạn bố cục của bài nhạc ấy. Nhưng mà ý là có thể là bài này là chưa chạm tới LJ thôi, nhưng mà nếu mà đúng một cái thể loại nào đó của huấn luyện viên nào đó hỗ trợ bạn thì sẽ giống như kiểu là nó sẽ unlock được nhiều thứ hơn từ Mambo. Em cảm giác đây là lúc mà em đang được tỏa sáng. Chúc mừng em. Dạ, chúc mừng em. Tại vì các bạn biết không, bản thân mình mà ra mà nhiều sự kỳ vọng quá nó áp lực dễ sợ lắm các bạn. Rất là vui là khi hôm nay mà thằng thấy Mambo rất là bình tĩnh để deliver ra tất cả những gì mà chất chứa trong này. Dạ. Cái năng lượng rất là quyết tâm và anh cảm thấy là em yêu cái điều em đang làm và thấy được sự nỗ lực, sự kiên định trong em. Dạ, một tràng vào đây cho em được. Các bạn biết ai không ạ? Thích người này không? Trang hỏi là cái cơ duyên. Orange càng ngày càng đẹp nha. Orange trợ diễn cho Mambo. Ra là em với lại Gertnang là chơi với nhau cũng rất là thân. Thì mỗi khi mà có một cái chuyện gì đó cần giúp đỡ thì là... Cái chuyện gì cần giúp đỡ? Ví dụ như là mượn tiền đó, để đóng hành vi nè, hay là ví dụ như là mua cơm mua nước gì đó thì là sẽ nhờ em. Nhưng mà sao em giống thủ quỷ quá vậy? Dạ. Anh cũng thiếu tiền à, Cam cho anh mượn đi em. Trời ơi, bao nhiêu cây dừa hả anh? Nhưng mà anh nghe nói là hình như em với lại Mambo là chơi với nhau từ những cái đầu luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Chị hai em. Dạ em nói thiệt đi, em thương Mambo hơn hay là em kiếp hơn? Thôi chọn vậy. Mỗi người em sẽ dành một cái tình cảm riêng. Ok. Ví dụ như là An thì là chán nản. Tại vì là đã nhìn mặt quá nhiều cho nên là em quá chán rồi. Chán nản rồi. Mambo thì thần tượng hơn. Thần tượng. Cái lúc mà Mambo nhắn tin cho em nói là chị ơi, lần này chị giúp em, hỗ trợ em bài hát này, em mới nhắn cho Mambo là thời tới rồi em ơi. Hào quang. Cái bài này càng ngày nó càng duyên á. tới với Mambo. Đúng rồi, tín hiệu của vũ trụ. Nói chung là rất là cảm ơn Cam. Cam cũng là một trong những ca sĩ thành công trong thời gian gần đây đúng không các bạn? Mình yêu quý Cam qua The Mad Singer, hỗ trợ cho anh trai Say Hi. Và bây giờ Cam có mặt ở Our Song. Yeah, hôm bữa LJ ở bên nhà bạn của LJ. Tại vì hôm bữa là có một cái bạn nào comment là Vũ Thảo My. Vũ Thảo My đã không đã bận rồi bên cái chương trình Our Song rồi, cho nên là không có hỗ trợ bên Rap Việt. Thì xong rồi cũng tình cờ qua nhà bạn của LJ, thì bạn của LJ đang mở tập 1 của chương trình Our Song. Thì tôi cũng ngồi tôi coi, rồi tôi thấy cái chương trình đó hay quá mọi người. Chắc vài bữa tôi làm cái reaction của chương trình Our Song á. Cho nên là mọi người thấy là tôi nên không thì nói tôi ở dưới nha. Nhưng mà bạn Cam cũng ở bên chương trình Our Song mà, Vũ Thảo My cũng bệnh đó thì Vũ Thảo My cũng có thể qua Rap Việt hỗ trợ mà. Trời ơi, xuất viện ít nhất là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lần gì đó cho Vũ Thảo My. Yes. Ok, Trang tặng mọi người cái đoạn mà em phiêu trộn áo nơi đi. Em đã khác xưa rất nhiều, đã bỏ đi những điều làm trái tim em bận tâm. Anh còn chờ điều gì nữa? Dài lắm anh. Ngáo ngơ hạng máy. Đó. Yeah, thơm một cái nhà truyền cho Mambo nha. Ok, các bạn sẽ có mặt quen và chẳng có tay cho. Dạ, cảm ơn chị Cam ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. If you like her, absolutely, she's so lovely. อย่างแรกที่ผมจะลงเวทีไปเดี๋ยวผมจะไปเซิร์ชเพลงคุณ Orange ฟังก่อนเลย You should. I'm a fan of her music. Yeah, and you should. Me too. Yeah. And what about him? You kill the thing. You kill the mind. You kill the. You kill everything. Cái bài vừa rồi của Mambo là cái bài nhạc về cái sự gọi là vượt qua khó khăn và vượt qua chướng ngại vật, và là nói về cái sự cố gắng đó mọi người. Cho nên có thể là cái feel của những người mà họ coi live ở đó thì nó sẽ khác với những người mà mình nghe qua audio và video như thế này nha. Tất cả đấyดีมาก และมันดึงดูดทุกคนเข้าไปในการแสดงของเขาเลยครับผมด้วยการแสดงนี้ผมเชื่อว่าเขาจะต้องเป็น rising star ของเวียดนามอย่างนี้ผมประทับใจบีททุกบีทกับทุกเพลงที่ใช้ในการแข่งขันแรปเวทีนี้มากครับผมรู้สึกว่าทีมทำเพลงของรายการใส่ใจและตั้งใจทำให้ทุกอย่างเป็นเพลงฮิตมากกว่าเพลงการแข่งขันครับขอเสียงปรบมือให้คุณจัสตาตีและก็โปรดิวเซอร์ทุกคนในรายการ Yeah, em đang có được nhiều hơn thế. Cái ngày mà casting ở Sài Gòn mà em lỡ đọc chật đi một cái thì nói thật là tim anh rất sự đáng có được nhiều hơn thế. Cái ngày mà casting ở Sài Gòn mà em lỡ đọc chật đi một cái thì nói thật là tim anh rất theo cái đấy luôn. May sao em đã theo đuổi nó đến cùng. Em đã bay ra thẳng Hà Nội để em casting thêm một lần nữa. Cảm ơn em rất là nhiều. Thank you. Giờ em sẽ không bao giờ để mọi người phải thất vọng thêm một lần nữa. Thưa quý vị, để nói cho quý vị khán giả ở nhà, những ai mà chưa có hiểu về câu chuyện của nhân vật này thì chắc là quý vị cũng sẽ thấy là ủa tại sao bạn này ra mà người lại gào thét lớn như vậy. Mambo là một trong 4 thành viên của tổ đội Gertnang hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm bởi vì cái tên Gertnang bây giờ nó quá lớn đi, mà cái sự xuất hiện của Mambo thì lại quá ít, dường như là không có luôn ở trên những cái chương trình, những cho nên là cái bóng của mấy anh em nó bự quá đi, cho nên cũng thật sự mà nói rất ở trong cái thế của Mambo đang rất là khó luôn á mọi người. Có nghĩa là bạn này hoàn toàn có thể giống như kiểu là ý bạn đang giống như là bạn đang đi lên để cố bắt kịp anh em của mình vậy đó, không phải là nhờ vả họ để mà fit chung, để mà giống như bây giờ bạn mình nổi tiếng rồi, mấy anh em trong nhóm nổi tiếng rồi muốn fit chung rồi này nọ để mà giống như là lấy tiếng không. Vậy cho nên là mình rất là respect điều đó từ Mambo. Những thành viên còn lại là những người cực kỳ nổi tiếng như Hurricane, Negip và Hiếu Thứ Hai. Nếu như chúng ta biết được đây là thành viên đầu tiên để thành lập Gertnang thì quý vị sẽ biết 5 người, bên này còn 4 người. Ủa? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5 người. Ủa sao tự nhiên tôi nhìn sao mà tự nhiên hai bên tự nhiên thành 4 người. Tôi thấy mấy anh em Gertnang ai cũng visual là gọi là đúng nghĩa là thăng hạng luôn á. Và thăng hạng nhất vẫn là Hurricane. Anh ta đã theo đuổi cái này từ bao lâu? Và hôm nay Mambo chính thức có mặt ở Rap Việt mùa 4. Anh biết là cái việc mà mình có mặt trong một cái tổ đội được rất là nhiều người quan tâm. Và với tất cả những thành viên đã thành công lớn, nó là cái may mắn của mình, cũng là cái áp lực của mình. Áp lực ở đây là người ta sẽ so sánh mình với tất cả những thành viên còn lại, rồi người ta sẽ mong. Dạ, yeah, mệt lắm mọi người ơi. Có nghĩa là bây giờ ví dụ đi, anh em mình quá nổi tiếng, lâu lâu cũng có người sẽ vào họ so sánh, họ nói những cái lời rất là khó nghe. Đó, cái thứ nhất, cái thứ hai đó là bắt đầu là nếu mà mình làm được cái gì mà nổi tiếng đi, những người mà không thích mình ấy, bắt đầu kêu là ồ nhờ anh em nổi tiếng cho nên mình mới được kéo theo rồi nọ. Rồi trong khi đó là mình là người đang rất là cố gắng, đúng không? Không phải tự nhiên nhạc nó ngủ dậy trên trời rớt xuống cho mình làm, đúng không? Yeah. Cho nên là tại vì anh em LJ nổi tiếng hơn LJ rất là nhiều, cho nên là mình hiểu được phần nào của cái đó. Mình thì cứ lềnh bềnh mười mấy năm nay. Rất nhiều. Cái việc em có mặt ở đây nó có ý nghĩa như thế nào cho sự nghiệp của em? Giờ thì đôi khi em cảm giác giống như là mình đang làm cho anh em của em bị đi chậm lại. Em cũng hơi là bức rứt ở trong lòng của mình, nhưng mà cứ suy đó, đó là cái câu nói đó của Mambo rồi. Đấy là anh em rất là tốt ấy, rất là kiểu là anh em chịu giúp đỡ mình, nhưng mà mình cảm thấy là mình lại cho anh em đi chậm lại đó. Là mình có thể nhận thấy là họ chơi với nhau rất là thân và anh em rất là tốt với nhau qua cái câu nói của Mambo nha, để mà giống như là có thể Mambo nói câu đó. Giống như kiểu mà anh em mà giống như tối hôm qua bạn mình Hiếu Thứ Tha mới lên status đó, kiểu là nói mà những người mà thôi cái đó là hồi nhưng mà ý là kiểu nếu mà anh em mà lên rồi xong quên mình đó thì Mambo sẽ không bao giờ thốt ra những cái câu đó ha. Đấy, việc em cần làm là cố gắng nhiều hơn để em theo kịp với anh em, chứ không phải là em phải ngồi bù để mà ngồi suy nghĩ coi là mình có như vậy thật sự hay không. Thật sự như anh nói á, là mỗi người một phương tiện em ạ. Tự nhiên ví dụ như may mắn được nhận chiếc xe điện, mình nhận chiếc xe đạp, cái mình nói mình là gánh nặng thì không đúng. Là tại vì em phải đạp được đến một cái trạm nào đó để em được đổi chiếc xe máy, cái em chạy nhanh hơn là sao. Cho nên là anh nghĩ là chúng ta chỉ cần không dừng lại thôi, cắm đầu về phía trước, kiểu gì chúng ta sẽ có một cái vận tốc nhất định, và đó là tùy thuộc vào cái khả năng và cái phấn đấu của em. Anh Thái, good luck the performance. Yeah, cái bài này hay, style của em cũng hay, you have the crowd control and I feel like em hợp nhất cái B-Ray sẽ đẩy em lên. Được lắm hả? Yeah, anh Thái nó bên B-Ray, B-Ray nói luôn đi chứ chờ gì nữa nè. Như nãy giờ anh Thành kể cái câu chuyện của Mambo, nếu mà tóm tắt cho cái character của bạn rõ ràng là bạn là underdog chính nghĩa. Một nhân vật rất là underrated và rất là cần phải chứng minh bản thân mình để cho mọi người thấy được là bạn xứng đáng và giành được chiến thắng. Và em nghĩ là em có thể làm được điều đó cho bạn. Nãy giờ thì mình chưa có suy nghĩ là Mambo và Team I là hợp, nhưng mà B-Ray nói như vậy mình cảm thấy là rất là thuyết phục luôn. Nếu mà mình được sự lệnh là sau khi B-Ray nói câu đó là mình cho thẳng về B-Ray luôn. Tại vì B-Ray cũng cũng giống như B-Ray nói đó, mình nghĩ là Mambo rất là hợp với lại B-Ray ấy. Có biết Mambo, anh có biết về tổ đội của em và cũng ngưỡng mộ cái tình cảm anh em của tụi em, và cái bài trình diễn vừa lúc hồi nãy anh khá là bất ngờ về cách em sắp xếp tất cả mọi thứ với nhau. Anh thì anh không biết sẽ làm được gì cho em, nhưng mà chắc chắn anh sẽ là chiếc phi cơ có thể đưa em bắt kịp đội của em nhanh nhất có thể ở đây. Dạ cảm ơn Karik ạ. Cuộc đời mình phải có phương tiện thôi, cái trạm phải tới được cái trạm này cái đã hiểu em mới gặp được cái phi cơ này đi nó nhanh hơn chút. Hello Mambo. Dạ em chào chị ạ. Dạ chào em. Như vậy nè, bất kỳ trong một tập thể nào mình cũng sẽ có những cái hành trình nó rất là khác nhau. Đôi khi có một số kết quả, có những người đã thấy liền được Còn có một số người phải đi một vòng thật là xa rồi quay về rồi mới bắt đầu tìm được là vị trí của mình là cái gì. Giống như câu chuyện cá mà leo cây gì đó, có khi cái cây của người ta nó không phải là cái môi trường của mình. Thì chị thấy là em có thể đi xa hơn nữa và có nhiều cái khoảng để em mở rộng, khai phá hơn. Vâng, cảm ơn chị Suboi. Wow, hay quá ta, cá mà leo cây. Thì cá thì mình nên phát triển ở nước, đúng không? Để lên trên cây thì... Và những sinh vật ở trên cạn thì cũng vậy, ngược lại, mỗi người một môi trường. Hay, 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 hay. Cảm ơn Su. Su nói về cái chủ đề đó rất là hay luôn á. Là mình phải biết cái nơi thật sự thuộc về của mình để mình đặt mình vào đó, mình khỏe chứ. Câu chuyện là ngày xưa khi anh đi học thì anh nhìn thấy bạn bè xung quanh anh được mời đi phim rất là nhiều. Mà anh thấy ủa sao không ai mời mình đi diễn gì cả, dù là một cái vai nhỏ trong phim. Trời, lúc đó anh buồn dễ sợ, nói là ủa không lẽ mình chọn sai nghề ta. Cái lúc đó anh chỉ nhớ là anh được thầy Hữu Nghĩa cho đi diễn hài ở nhóm mà anh cũng chỉ được bấm nhạc thôi, em chẳng được diễn nữa tại vì cái nhóm đã có người hết rồi. Nhận có 20.000 lương một suất diễn thôi em. Rồi anh đứng ở đây nè, anh hiểu rồi. Yeah, tới một cái lúc nào đó thì mình sẽ nhận ra được mình, nếu mà là một con người mà cầu tiến, một con người cố gắng á, thì thật sự bạn không dừng cố gắng thì tới một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra được là mình sẽ làm tốt cái gì và làm ở đâu. Yeah. Thật là cái tên Mambo nó xuất hiện từ rất là lâu rồi. Đến ngày hôm nay khi mà em xuất hiện ở đây trình diện cái bài thi này, đó là câu trả lời cho cái sự cố gắng của em. Và anh thấy hôm nay em rất là tiến bộ. Nó là một Mambo hoàn toàn khác mà anh biết. Thậm chí là hôm qua trước khi mà đi ngủ, anh có nghe một bài của em là Anh Từng đó. Đến từ cái bài đó cho đến với bài này thì anh đã thấy nó khác đi rất là nhiều rồi. Và anh nghĩ là em rất là xứng đáng với những gì mà em đã cố gắng. Fan của Gertnang thì luôn luôn nói là anh là một người mát tay với cả Hiếu hay là Khang. Và anh là rất có duyên với Hiếu với cả Khang, rồi anh nghĩ là anh em sẽ có duyên với nhau. Nói gì không cãi được. Tại vì Hiếu là hồi đó là ở trong team của Big Daddy ở cái chương trình rap khác. Rồi xong rồi Khan năm ngoái thì ở trong team Big thì năm nay là phù hợp rồi, đó, mát tay. Nói vậy là cũng... Nếu mà về phần mà giống như là đầu ra thì đây, đó. Và thuyết trình của Big Daddy nghe rất là thuyết phục. Dạ. Trước ta coi xem bạn có đủ bản lĩnh để được tiếp tục lựa chọn hay không. Oh. 94%. Ok. F, it's your turn. Choose. Và đó là ý kiến riêng của F Hero. Ê, giám khảo được chơi vậy nha, twist quá vậy. Bọn em bao giờ cũng là nêu quan điểm cá nhân trước. Trời đất ơi, làm hết hồn. Vậy chơi luôn anh Thái, anh chọn ai? Hồi nãy anh nói rồi, huấn luyện viên sẽ đẩy nhất là B-Ray. Mình cũng suy nghĩ giống anh Thái. Yes sir. Có twist nữa không? Tuy nhiên. Tới em ở đó, đó. Quyết định cuối cùng của anh em chúng tôi trên này. Anh sẽ là chiếc phi cơ có thể đưa em bắt kịp đội của em nhanh nhất có thể ở đây. Nếu mà tóm tắt cho cái character của bạn, rõ ràng là bạn là underdog chính nghĩa. Và em nghĩ là em có thể làm được cho điều đó cho bạn. Giống như câu chuyện cá mà leo cây vậy đó. Có khi cái cây của người ta nó không phải là cái môi trường của mình. Thì chị thấy là em có thể đi xa hơn nữa. Anh là một người mát tay với cả Hiếu hay là Khang. Và anh là rất có duyên với Hiếu với cả Khang. Và anh nghĩ là anh em sẽ có duyên với nhau. Nếu mà phân tích theo dữ liệu mà giống như là mình phân tích chứng khoán thì là Big Daddy là hợp lý nhất. Nhưng mà nếu mà theo mà với cái phương diện mà là mình cảm nhạc mà mình thấy cái style của bạn này thì mình thấy là team B-Ray là phù hợp nhất. Đưa về Big Daddy. À, really? Yeah. Có choice nào không? Last choice. Last choice. Big Daddy đã được lựa chọn. Nhưng được. Rồi first choice của ông Karik hả ta? Đó. Hãy chạy về với Karik. Bởi vì đây là first choice của Karik. Rồi, được, được. Ok, ok. Hai cái first choice đầu tiên chương trình lừa được tôi, chứ mà lúc mà nhân hồi nãy là tôi biết là first choice của Karik rồi. Có người không ăn vẫn cay. Trời ơi, biết thôi, anh muốn biết cảm xúc em lúc này. Tại sao cuộc đời em 2-3 lần người ta đời nó vùi dập em dữ vậy biết. Tôi cố rồi nhá, tôi đã cố. Anh Thành thấy em ngồi cái tư thế ngồi ăn ánh xơi nước là anh hiểu rồi. Thấy ghét là Thi con ngồi khoai tây cắn rộp rộp. Bình dân như vậy thì ra là có âm mưu từ trước. Thật ra em nghĩ là nếu như mà Rick đã nhắm bạn ý là first choice thì chắc chắn là Rick sẽ có một plan với cả bạn ý, nên là Mambo về với cả Rick là hợp lý. Em vui lên, nói về vui lên, vui lên. Và anh Karik, anh sẽ không bao giờ thất vọng khi em là đội của anh. Em là first choice của anh. Tải VieON ngay, xem phim, show, bóng đá, truyền hình trên mọi thiết bị. Đợi chút, nãy giờ uống nhiều nước quá. Em sớm nhất trên siêu ứng dụng VieON. Quý vị đang trở lại với Rap Việt. Thưa quý vị, thí sinh tiếp theo cực kỳ thú vị. Anh ta là chủ của hai cửa hàng phở. Để xem ông chủ bán phở sẽ rap như thế nào. What's up? Xin chào tất cả mọi người, mình là An. Nhưng mà mình không dùng hệ điều hành iOS nhá, và mình là Android 8386. Yeah. Android 8386. Ngoài âm nhạc ra thì mình còn hoạt động bên lĩnh vực kinh doanh nữa. Hiện tại thì mình đang làm chủ ở hai cơ sở phở An 420. Tranh thủ quảng cáo tí xíu. Mà mình thấy là bạn này cái đầu tóc nhìn rất là giống cái miếng tái. À gì muốn gì nữa à, nhìn giống miếng tái không? Tái mà tái ngon đấy. Ngoài âm nhạc ra thì mình còn hoạt động bên lĩnh vực kinh doanh nữa. Hiện tại thì mình đang làm chủ ở hai cơ sở phở An 420. Ngày xưa là mình không thích rap một tí nào cả. Mình có lên YouTube mình tìm hướng dẫn sáng tác nhạc để hát, nhưng mà lại không có. Thì chỉ có mỗi hướng dẫn sáng tác nhạc rap thôi. Thế nên là mình có một cái suy nghĩ là viết được rap thì kiểu gì chẳng viết được hát. Thế là cùng mình theo rap từ ngày đấy đến bây giờ. Thế là dần dần càng làm càng cuốn, càng làm mình lại càng thích. Thế là đâm ra bây giờ mình lại ít. Dễ thương. Kiểu bạn rất là chất phác á, đó cái cách nói chuyện của bạn á. Và mình muốn khán giả biết tới Android 8386 qua Rap Việt là một cậu bé nhí nhảnh, yêu đời, hồn nhiên, vô tư. Và điều này sẽ thể hiện qua bài rap tại vòng 1. Và mọi người hãy chờ đón Android 8386 thể hiện nhé. Yeah, let's go, pow. Không thích rap, lên YouTube tìm cách viết nhạc hát. Nhưng mà chỉ có video dạy rap, cho nên là thôi kệ viết rap luôn. Rồi bây giờ là thích chưa? Thích rồi, là tại vì theo từ đó tới giờ. Ok. Chào em. Dạ, em chào anh ạ. Em xin chào các vị huấn luyện viên, các vị ban giám khảo và toàn thể khán giả đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Yeah. Đấy, ngon. Ngon như anh. Ngon như anh. Chết thiệt. Nói vậy không dám chê phở luôn á. Có hỏi là tại sao nó đang ở cái khung hình bán phở mà nó chuyển hẳn sang cái khung hình rap? Đoạn rẽ là đoạn nào ạ? Em xin chích một chút là em chơi rap từ năm em học lớp 9. Trong quá trình em chơi rap thì đến năm em học cấp 3 thì gia đình có gặp biến cố, nên là em đã gieo rắc cái ước mơ làm giàu từ năm em học cấp 3 để cứu vớt lại tình hình kinh tế của gia đình. Quán phở là bây giờ của em hay là của gia đình? Của em ạ. Respect. Bao nhiêu tuổi ấy? Em sinh năm 2003. Dù vậy mình lúc nào mình cũng rất là respect những bạn mà hustle, những cái bạn mà tìm cách mà kiếm tiền từ lúc mình còn rất nhỏ. Tại vì đó là một cái biểu tượng của một người mà họ của sự cố gắng đấy. You know what I mean? Yeah. Yeah. Ê ôi. 2003 mà làm chủ hai tiệm phở á? Dạ vâng ạ. Có bán được không? Ok anh. 24 tuổi hả? 2003. Ồ đâu, 21 tuổi. 2 tiệm phở. Ok. Như anh là phải ok rồi. Phải ok rồi. Tuổi trẻ ta. 21 tuổi. Nhưng mà có thể mà đối đáp như vậy với lại trấn thành như trên sân khấu và trên truyền hình như thế này thì bạn này rất là tự tin. Rất là go getter luôn á. Muốn cái gì là bạn sẽ quyết tâm. Ok được. Đấy hỏi đấy, bây giờ là có kinh tế rồi phải quay về với ước mơ đúng không? Anh nói chuẩn đấy. 3 năm qua em đâu, tức là năm nay mới đến chứ năm thứ 4 rồi. À, năm nay em casting mới được vào. À, thế à, ok. Ok, hiểu. 3 năm trước là phở ngon thôi, năm nay em mới ngon này. Đấy. Như anh luôn, như em, như anh. Rồi, chuyện may mắn nhá. Khi phải ngon như anh nhá. Ok. Ok. Được. Mình thích cái năng lượng này. Android. Bài hát là Sống Bằng Tình Cảm, tác giả là Xuân Hinh. Bài hát gốc là Tình Yêu Xanh Mượt. Producer là Tính Lê. Không có ca sĩ hỗ trợ. Thì mình thích cái voice của bạn này, mình thích cái flow và delivery của bạn này. Lúc đầu vô thì nghe nó còn nhí nhảnh ok, nhưng mà tại vì là cái flow, cái kiểu này á, thì nó phù hợp với những cái bài mà flex hay những cái bài mà thể hiện bản thân hơn, những cái bài mà nó đường phố hơn. Thì cho nên là càng lúc càng nghe thì lại mình lại cảm thấy cái flow này với lại cái cách delivery này nó không hợp với cái chủ đề này nữa. Có thể là bạn có thể áp dụng cái voice và cái flow, cái delivery này á, cho một vài chỗ thôi. Nhưng mà tại bạn làm nguyên một vơ thì nó nghe lại càng về sau thì là mình lại càng thấy nó không có phù hợp với lại cái chủ đề này. Nghĩa là một cái flow nó rất là chiến nha mọi người. Nhưng cái beat thì nó rất là cute và lyric thì cũng vậy. Cái mà mình mặc dù là không phải là gì, nhưng mà mình thích là cái hook của bạn này á, là xài cái trend mà baby ơi có tuyệt vời không, quá tuyệt vời đó, cái trend đó. Mặc dù thì là rất là thông minh, tại vì nghe nó sẽ rất là dính, cái cơ hội viral rất là cao. Tức là thông minh đó, nhưng mà mình thì mình chưa, cái vơ một đó, nó chưa thuyết phục mình nha. Răng cơ chẳng chịt, anh nếu có cửa trái tim, đường có tim mới bị hơi mù mịt. 226789, anh mãi sống bằng tình cảm. Nói thật là anh không dám tin lắm, em quá lâu nên anh bị dính dáng. Anh ồn ào cùng một đám cháu, những chuyện vui buồn anh không dám giấu. Đầu tháng dù hai gia đình thăm nhau, baby anh chúc em 8386. Ăn đêm về anh lại có người tán ngẫu, lên TV bắn ra một gian flow, đưa em lên phường để mà đóng dấu. Sau đêm nay em trở thành nàng dâu. Yêu thật đấy vì anh đây thật yếu, anh phiêu được nó vì anh lo được phiếu. Bóng bẩy Amazon nhạc hay là quán này yêu thật đấy vì anh đây thật yếu, anh phiêu được nó vì anh lo được phiếu. Boy đẹp trai là bóng bẩy Amazon nhạc hay là quán này baby em có tuyệt vời không? Yeah, bạn này thì mình cảm thấy là bạn viết á, lúc bạn viết rất là cố gắng, có nghĩa là bạn cố gắng là sao? Có nghĩa là bạn muốn show skill viết của bạn, nhưng mà bị cái là nhiều câu nó bị vô nghĩa quá. Nghe nó kiểu là bạn muốn nó làm một cái punchline, nhưng mà nó lại vì không có liên quan nhau á, nghe nó không có thuyết phục nha. Tuyệt vời là quá tuyệt vời, baby tuyệt vời, baby tuyệt vời, baby anh có đẹp trai không là quá đẹp trai, là quá đẹp trai. Android đẹp trai, Android đẹp trai. Tình yêu của tình yêu xanh vượt, tình yêu ta là tình yêu sai tuột, yêu nhau rồi là mình khóc khơn tuột. Yêu nhau của tình yêu xanh vượt, tình yêu ta là tình yêu sai tuột, yêu nhau rồi là mình khóc khơn tuột. Mình thấy cái hook đó, Android có đẹp trai không? Quá đẹp trai là quá đẹp trai, là cái trend đó đó thì mình có thể làm một lần thôi, hoặc là cao lắm là 2 lần. Nhưng mà nghe tới lần thứ 3 thì là mình bị ngán á. Với lại mình thấy là cái sự thông minh là nó mang nó vào ở trong bài nhạc, nhưng mà bù lại thì là cái giống như là kiểu là cái flow đó nó đã có sẵn rồi. Nó là giống là bê nguyên cái trend đó vào, cái nó không có sự sáng tạo của cái hook. Cái sự sáng tạo đây là cái sự thông minh là mang cái đó vô để mà ấy đó, nhưng mà cũng chưa tới. Yeah. Nhưng mà cái voice và cái flow với lại cái delivery là cái sự rõ chữ của bạn rất là tốt nha. Có nghĩa là mình cảm thấy là bạn này cần một cái gọi là một người dẫn dắt và một cái bài nó hợp với lại cái style của bạn hơn, thì là sẽ có một bài rất là đã. Cái tóc này hợp với lại Karik á, năm nay Karik làm mấy cái quả slow mo nhìn nó rất là ngầu vậy. Đã thank you tất cả mọi người ạ. Rồi. Chúng ta hãy cùng xem là bạn có đủ điều kiện hay không. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. 90%. Nghe nói em là bạn thân của Captain hả? Oh yeah, em là homie rất là thân của Captain Boy. Let's go homie. Captain, đây là người bạn như thế nào với em? Đây là một người bạn rất thân đối với em ạ. Tại vì là thật ra trước đây thì có những cái lịch trình mà em đi diễn và em về thành phố Hải Dương em không có chỗ ở. Thế em có nhắn tin cho bạn An và bạn An đã cho em ở tại nhà. Và bạn An thật sự là một người em thấy rất là nỗ lực ạ. Và mọi người có thể shout out Android được không ạ? Các bạn là bài này chắc chắn sẽ hot trend. Yes sir. Yeah, thank you. Thái thấy sao về style của bạn này? I love your energy bro. Cái nhạc này cũng hay, very catchy và cái style em cũng hay. Cảm ơn anh Thái ạ. And what about you? ผมรู้สึกว่า energy เขาเจ๋งมากเลยครับและอีกอย่างเวลาที่เขาแบบ perform เขาวิ่งไปรอบๆอะครับ ที่เขาแรปแล้วทุกคนบอกสุดยอดสุดยอดอย่างนั้นนะครับแล้วผมเลยรู้สึกว่ามันเหมือนการมาดูคอนเสิร์ตมากกว่าการแข่งขัน Yeah, em cảm ơn anh rất là nhiều. Thì thấy sao tí? Anh nghĩ là cái style này ấy, anh F Hero thích tại vì là anh có theo dõi The Rappers ở bên Thái. Họ rất là thích cái năng lượng này, rất là tích cực. Không phải show off mà kiểu rất là đường phố ấy, xong rồi phóng khoáng nói về cuộc sống theo một góc nhìn rất là trào phúng, ngẫu hứng, gần gũi với cả đời sống của con người này. Đúng là cái hình ảnh này là bọn anh rất là muốn tìm và gìn giữ trong một cộng đồng mà nó bị serious hóa rất là nhiều thứ. Cái hình ảnh của em anh nghĩ là đại diện cho một cái tầng lớp ở trong Rap Việt sẽ đóng góp được rất là nhiều thứ cho cái nội dung này cũng như là rất là nhiều những cái bài hát mà có thể nói lên rất là nhiều đề tài của xã hội. Yeah, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Tí. Mà biết anh Tí này hợp em nè. Bạn ấy biết cách lấy lòng của tất cả khán giả ở chương trình, cũng như là cái cách bạn ấy viết nó rất là trào phúng, nó rất là duyên dáng, cũng là một cái style mà em rất là thích. Và quan trọng là bạn ấy còn có khả năng làm hook, mà thậm chí ở trong cái bài này hình như em còn làm 2 hook đúng không? Dạ vâng. Có một đoạn sau lặp lại nữa, nó nghe nó cũng rất là hay, nó rất là dính và nó rất là hô hào. Sau khi mà nghe xong cái bài của em thì anh lại rất là muốn em về với đội của anh, tại vì là chúng ta có rất nhiều cái điểm tương đồng ấy. Thank you anh rất nhiều. Mời Karik. Anh nghĩ anh sẽ có một vài thứ hay ho khác dành cho em. Em tò mò anh nhá. Thật ra nếu em về với anh thì em cũng là một ẩn số, một nhân tố đặc biệt ấy. Em vừa duyên dáng, em vừa thể hiện được cách chơi chữ gãy gọn nhưng mà nó đâm sâu vào đầu người ta chứ nó không đi ra liền. Biết cách tạo một cái hook catchy, biết cách khuấy động sân khấu. Với lại em là người bán phở nữa, anh là rất là thích ăn phở cho nên là chết rồi. Tôi nói thiệt với mọi người nha, tôi nghe bạn này, thấy cái năng lượng của bạn này, tôi cũng rất là muốn ăn thử cái tô phở của bạn. Cũng giống như hồi mùa 1 á, tới bây giờ tôi vẫn muốn ăn bánh mì của Limitless. Chết rồi. Rất muốn thỉnh giáo ông chủ làm phở làm sao. Thì trong mấy buổi tập á, thí dụ bạn có nấu phở thì alo anh. Anh em mình đi à? Nó ngon nha anh, để anh thử coi nó ngon không. Ok. Giám khảo thấy sao à? Về với ai à? Về với Karik thì tôi còn ăn phở được. Chưa biết nhà Bích ở đâu. Bích khó lắm, mà nhìn mặt Bích như thế kia ăn gì nữa. Em là ở Hà Nội là chuẩn phở luôn anh ạ. Chuẩn phở nhưng mà không bay ra để ăn một bát phở đâu mà. Nhà em ở gần nhà Bích luôn, nếu mà ở Sài Gòn. Đấy, nhưng em không qua nhà em đâu. Không biết đâu mà qua. Nhưng mà cho anh hỏi cái là em ở Hải Dương là em ở đâu? Em ở thành phố Hải Dương anh ạ. Thành phố Hải Dương có nhiều cái hay lắm anh ạ. Gà Mạnh Hoạch. Một con là chỉ khoảng 1 cân thôi, nhưng mà ăn cả con được luôn ngon. Gà Mạnh Hoạch thì có nhiều nơi lắm, có biết là xuất phát là từ đâu thôi. Từ Hải Dương anh ạ. Hải Dương đúng không? Vâng, chớm Hải Dương. Cho anh đi. Bàn về gà chứ. Eo ơi. Have you ever tried phở? Phở, I wanna eat phở. Yeah. Please bring me to eat phở with your restaurant. Yeah. Okay. Are you ready? So you send the chủ of the phở too. We will send him too. Big Daddy. Chúc mừng em về với team Big Daddy. Mọi người nói cho mình biết cái 8386 là có nghĩa là gì ạ? 1, 2, 3. Pepsi vị chanh không calo có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời. Và mọi người hãy đón chờ chặng đường của Android 8386 và team Big Daddy tại Rap Việt 2024 nhá. Hạnh phúc VieON. Tiếp theo sẽ là lời nói của một cuộc tình. Hãy tập trung khúc này. Thí sinh tiếp theo sẽ là lời nói của một cuộc tình đơn phương. Tại sao tôi nói như vậy? Vì người ta thầm thương trộm nhớ Karik mà đến. M.O.B. Killian. Gill à? Rồi thôi. Ây da. À, sao tự nhiên em gặp ta cái em nhói tim vậy? Học trò bạn anh em cho mọi người biết em là ai đi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Gill đến từ Ocean Mob và Hyper Focus. Động đất à? Không phải. Đây là Gill đang trên VieON. Yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người, mình là Gill đến từ Ocean Mob và Hyper Focus. Và hiện tại mình đang có mặt tại Rap Việt 2024. MOB Ocean Mob là một cái tổ đội là rất là uy tín đó mọi người, nhạc nghe đã lắm. Vừa rồi nằm trong... Thì Gill thì kinh nghiệm đầy mình rồi. Để coi năm nay làm được gì. Điệp khúc của bài hát do mình sáng tác đấy là Vân Dung. Đó là một trong những bài hát mình được khá nhiều bạn quan tâm và theo dõi mình hơn. Chương trình Rap Việt nó giống như là một cái lò đào tạo về áp lực rất là lớn khi mà tham gia, cũng như là những cái sự hào hứng khi mà mình được chuẩn bị bài, làm việc với các huấn luyện viên và các producer cũng như là ekip chương trình. Nên mình rất là thích cái cảm giác đấy. Em muốn trở thành một ngôi sao. Bố mẹ em cũng không phản đối nhưng mà cũng không thể hiện cái sự ủng hộ cho lắm. Vẫn chưa tin tưởng em. Bạn muốn trở thành một ngôi sao và mình thấy điều đó ở bạn. Bạn có dư sức trở thành một ngôi sao và mình cũng muốn làm điều đó cho bạn. Là mùa 1 thì mình cảm thấy là chưa đủ. Thì mình đang có mặt tại đây. Anh Karik à hả? Anh Karik thì hai thầy trò nhẵn mặt nhau quá rồi. Ở trong Rap Việt cũng còn rất là nhiều các huấn luyện viên khác mà. Thì công ty mình khá là thích anh B-Ray. Từ sau khi mà mình tham gia chương trình Rap Việt mùa 1 thì mẹ của mình đã trở thành fan cứng của mình rồi. Tất cả những cái thông tin gì liên quan đến rap hip hop là mẹ mình biết đầu tiên và nhắn tin cho mình luôn. Mình nghĩ đấy là một trong những cái gọi là sự thành công nho nhỏ mà mình đạt được. Đến với Rap Việt 2024 năm nay thì mình sẽ mang một cái tâm thế cũng như một cái tinh thần trong sáng nhất, thuần khiết nhất để có thể đem đến những phần trình diễn cháy nhất sân khấu. Và hy vọng là mọi người sẽ đón chờ phần trình diễn của mình tại Rap Việt nha. Keep it up. Em có nói với ban tổ chức là em vì Karik mà đến đây, là cái điều đó có mang ý nghĩa như thế nào với em? Thực ra là quãng thời gian qua em có rủ anh Karik đi đánh cầu lông rất là nhiều nhưng mà lần nào anh ấy cũng không trả lời, với cả là bận. Có trả lời mà chưa sắp xếp được để đi đánh. Sắp xếp nhé. Mà cái quyền lực nào mà giúp em có thể mời Karik đi đánh cầu lông vậy? Tình thầy trò năm xưa anh ạ. Nói trắng ra là bây giờ trở thành hàng xóm cũng gần nhà đó anh. Có nghĩa là rủ nhau đi đánh cầu lông mà gần nhà nữa. Dạ. Hôm nay em thi cái gì? Ngày hôm nay thì em sẽ đưa mọi người quay ngược trở lại thời gian khi mà internet mới bùng nổ tại Việt Nam, khi mà những tựa game online mới xuất hiện. Ok, mời em. Rap về game ấy. Bài gốc là Tuyết Yêu Thương. Đây là một trong những bài rap mà cho mình động lực để mà mình làm rapper đó mọi người. Nhưng you know TIN. Tuyết trên phố, sản xuất là Machiot. Ok. Rồi là chắc là drill nữa rồi. Chắc là thể loại beat drill nữa rồi. Gill là cái đây là thể loại tủ của Gill đấy. Nhạc du dương, vocal du dương nhưng mà beat thì là beat drill. Xa bằng chỉ một lần thôi ngắm nghe tiếng em cười. Tôi trời, tôi yêu thương. Hey. Facebook, Yahoo, đi là graffiti bọn viết lên tường. Trending chị em mà phòng vào có đầu sơ tử lạ lướt qua đường. Young boy bước ra từ đống đa xe đạp gần là chứ không phải là dream. Mẹ không cho yêu dài phố gian vẫn để anh đóng thẳng vào tim. Hey. DJ lên hộ con nhạc để nhảy vào server PK. iPhone, iPad làm gì mà đã có 6300 Nokia. Thằng bạn anh chơi được mấy phút, nhắn gì toàn CK, VK. Nhảy vào cuộc chơi như anh phá cách mày đưa tạt em phải xê ra. Vào bò, ra bầy, mời em qua đây, làm anh tạt chơi. Vì B-Ray đạp mà sơ vô là Big Daddy. Nhắn gì toàn CK, VK. Nhảy vào cuộc chơi như anh phá cách mày đưa tạt em phải xê ra. Vào bò, ra bầy, mời em qua đây, làm anh tạt chơi. 1, 2, 3 giây. Như vậy em đã biết yêu luôn. Chưa bao giờ anh biết yêu luôn. Chẳng bao giờ có tiếp yêu thương. Tiếp chiều luôn. Để làm anh ghen 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 à. Bỏ vào tim em bang bang bang. Anh là người rơi vào tương tư. Không phải bang 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 bang. Hey. Ghen 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 à. Bỏ vào tim em bang bang bang. Bởi vì đây không phải đất đất. Đây là tim em khi bên em. Mình cái bài Ở Động Đất à của Gill không phải là cái bài mà mình thích nhất từ Gill, mà mình thích nhất của từ Gill là cái bài mà quên tên này, cái bài gì mà Hương Tràm á, Hương Tràm hát á, rồi xong rồi bạn này làm remix lại đó bài đó. LJ có một thời gian LJ nghe rất là nhiều. Yeah. Man, bạn này, bởi vì bạn có thể thấy rất là nhiều cái trình độ ở trong cái verse rap vừa rồi của Gill, và nó đúng là style của Gill. Yeah. Nghe lại khúc nào nó là đúng là đưa về cái thời điểm lúc đó luôn. PK đó, rồi VK CK rồi này nọ trong khung và khung đấy. Hay. Không có Facebook, Yahoo, đi là graffiti bọn viết lên tường. Trending chị em mà phòng vào có đầu sơ tử lạ lướt qua đường. Young boy bước ra từ đống đa xe đạp gần là chứ không phải là dream. Mẹ không cho yêu dài phố dài vẫn để anh đóng thẳng vào tim. DJ lên hộ con nhạc để nhảy vào server PK. iPhone, iPad làm gì mà đã có 6300 Nokia. Thằng bạn anh chơi được mấy phút, nhắn gì toàn CK, VK. Nhảy vào cuộc chơi như anh phá cách mày đưa tạt em phải xê ra. Ra bầy, mời em qua đây, làm anh tan chảy. 1, 2, 3 giây. Như vậy em đã biết yêu luôn. Chưa bao giờ anh biết yêu luôn. Chẳng bao giờ có tiếp yêu thương. Tiếp chiều luôn. Để làm anh ghen 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 à. Bỏ vào tim em bang bang bang. Anh là người rơi vào tương tư. Không phải bang 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 bang. Để làm anh ghen 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 à. Bỏ vào tim em bang bang bang. Bởi vì đây không phải đất đất. Đây là tim em khi lần rồi muốn nghe tiếng em cười xinh như màn bóng tuyết kia. Một nụ hôn trở về em sẽ không như bóng tuyết tàn. Đầu con tim cách xa rồi mùa đông qua anh sẽ quay trở về tới với nhau là càng khô ca. Mà kết tìm gơn cự giải ngõ xinh yêu con thông minh nhất phố. Chắc chi đắc kỳ phải viết thêm vài quyển nếu có lỡ như vào đôi mắt đó. Thủ văn miếu ấm mà ngồi cùng em trông anh rất ngố. Lên show anh đã hai chân yêu một header là phải căng mắt ngó. Baby xinh quá. Sau này shout out cho Chi Đức Kỳ, nhưng cũng có shout out cho Big Daddy nữa. Cái này là xuất thân là battle rapper và cho nên lyric của bạn phải ngẫm. Tìm gương cự giải ngõ xinh yêu con thông minh nhất phố. Chắc chi đắc kỳ phải viết thêm vài quyển nếu có lỡ như vào đôi mắt đó. Chắc càng nhất khu văn miếu ấm mà ngồi cùng em trông anh rất ngố. Lên show anh đã hai chân như một header là phải căng mắt ngó. Baby xinh gái, tinh quái, a Yahoo. Bọn kê đầu đá ngựa, không phải tuổi tabu. Tinh quái, a Yahoo. Bọn kê đầu đá ngựa, không phải tuổi tabu. Phong cách thần thái lạnh nát, dự báo là Hà Nội qua thu. Ra vàng châu Á kiếm vào cho ba mà mỗi ngày. Lên pro, cypher, ngay trên hồ. Outfit không cần nạp VIP. House rock, lên đồ, nhân ga, phi thuyền. Man, bạn nào mà thời mà 2000, mình không phải là dân chơi game nha. Mình không phải dân chơi game, nhưng mà vào những cái thời điểm mà Tuyết Yêu Thương rồi nè, cái thời điểm đó đó, là mình có chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Và những cái gì, mặc dù mình không phải là dân chơi game bây giờ, nhưng mà tất cả những cái gì mà Gill nói mình đều hiểu. Và mình sợ là lúc đầu mà bạn nói về cái là lúc mà internet mới nổ ra là mọi người chơi internet, chơi game đồ này nọ đó, là nói chuyện qua game đồ này nọ đó, thì mình lại sợ trong đầu mình là sợ mình lại không hiểu những cái ngôn ngữ mà về game như thế này. Nhưng mà là không ngờ thì mình lại những cái gì mà Gill viết mình đều hiểu hết. Ba là đầu ngựa nè, không rồi baby sinh cá tinh quái là cái là nick Yahoo hồi xưa nè, rồi những cái câu từ của bạn mình là good job, có nghĩa là bạn cho mình về lại cái khung cảnh đó luôn và mình hình dung ra được mọi người, đó là cái thành công của người viết lyric rồi. Tinh quái a tòng Yahoo, bọn kê đầu đá ngựa không phải quẩy ta mù, phong cách thần thái lạnh mắt dự báo là Hà Nội qua tu ra vàng châu Á kiếm touch ba mà mỗi ngày haru haru non stop lên pro cypher ngay trên hồ outfit không cần nạp vip house qua lên đồ nhìn ga phi thuyền anh ra trưởng anh đi quyền anh chỉ muốn làm ông di chuyển big drop anh ghi điểm nhưng 100 bất quả như hạnh nếu biết tăng nhiệt kẽm get crazy có tin này sẽ không có băng giá như hạt mưa tích trên phố anh đi baby na 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 anh không cần phải cưa em đổ biến nó mắt em trở thành kim cương anh đeo lên cổ. Cái góc nhìn cái mắt em hóa kim cương là anh đeo lên cổ. Mấy cái đó thì là ơi hợp lý. Mấy anh ghệ mà nghe mấy bài này thì đôi chứ trời, đẹp trai như người Gill nữa. Anh đeo lên cổ ngày qua chứa cha non tin yêu thương nơi này chờ ai cứ say về bên em sẽ yên vững vẫn về một nơi xa xa để tôi chưa vượt trong đêm mang theo cơn mê tôi đang dệt vai bay đầu chân chân sau tay đầu bay nào mà xoay wow lên đây xong hey hey tay tay chân chân sau tay tay girl nào mà xoay xoay lên đây xong 3, 2, 1 go. Club Jersey. Yeah. And đúng là năm nay trend vẫn sẽ là club jersey, cái thể loại club jersey là thể loại beat đó, cái loại mà boom 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 là cái khúc cuối đó, là các bạn để ý là sẽ có rất là nhiều rapper năm nay sẽ dùng cái thể loại đó. Và một cái rapper mà đang chơi cái thể loại đó rất là tốt hiện giờ là 24K Right. Và lúc đầu vô thì là Gill bắt đầu với sở trường là cái thể loại drill của Gill, bắt đầu chuyển từ từ qua. Âm nhạc nó hay quá ha, thấy không? Mình Việt Nam mình được một cái là thấy cái gì hay là mình kết hợp nó lại vào. Giống như là nhiều khi nhạc phương Tây thì lại họ là thể loại nào ra thể loại đó, này thì mình làm nó lại thành giống như kiểu là cái đó là cái hay của nhạc Việt mình đấy. Wow. Bài nhạc là full tapping, kiểu là vui tươi, kiểu là có drill, có jersey, có flow, có vocal, có melody và có rap và có punchline. Full tapping đấy. Mình thấy là 4 đạp hoàn toàn xứng đáng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin mời đặt vào tay nằm nhìn cho Gill. Rồi một cái cuộc cuốn ơi là cuốn, cuốn trở ngay xuống. Quá đẹp trai và tự tin rồi, một đạp vào tay 4 tròn thưa quý vị. Các bạn ơi, tin chưa? Bụp 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 bụp. Nhanh nhanh nhanh. quá. Đưa 3% Ocean MOB. Người ta thi mùa đầu người ta chưa có thành tích cao, cái người ta lên núi ta tu luyện, xong cái ta về ta làm nhạc viral chơi, được không? À, các bạn nghe cái âm thanh vừa rồi có quen thuộc không? Rất là hoài niệm ha, sử dụng những cái chất liệu rất là thông minh. What do you think, Mr. F? I really love your rhyme. That's gonna keng 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 keng, bang 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 bang. Oh, that's so catchy. Thank you so much. สำหรับผมนะครับผมคิดว่าคุณคุมสเตจได้พอดีมากและมันมีเสน่ห์มากเมื่อกี้เหมือนไม่ได้ดูการแข่งขันอยู่เลยเหมือนการมาดูการเพอร์ฟอร์มของมืออาชีพเลยครับ Thì đúng rồi, Gill là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà. Thank you so much. Thank you so much. Anh thấy cái style này nó hơi teenager, nó có hợp anh không anh? Cái style giống nó mình đâu cảm thấy nó teenager đâu, cái này là mẫu bài nhạc phù hợp cho mọi lứa tuổi. Cũng phù hợp cho những người mà giống như ba mấy như LJ nè, nó mình có một hoài niệm, có mới có cũ, tất cả những cái chất liệu của Gill xài đều rất là thông minh và nó cho người nghe được cái nhiều hình ảnh ở trong đầu luôn mọi người nha. Mainstream is the new generation style rồi nó hay. Em mấy tuổi vậy? Em sinh năm 99, năm nay em 25 tuổi ạ. Thôi trời, dễ sợ ta. Mình nghĩ thì wow, 99 quá giỏi rồi. 25 tuổi. Good job bạn. Đã có ai inspire em đến làm nhạc? Ở trên thế giới cũng rất là nhiều, như là Migos, Kendrick Lamar hay là Drake. Ở Việt Nam thì hầu như tất cả những người có mặt ở đây đều là những người truyền cảm hứng cho em rất là nhiều. Yeah. Các bạn đợi LJ một chút xíu nha. Nãy giờ khách gọi lại nhắn tin rất là nhiều, thì tại mình cũng là làm bên địa ốc đó, cho nên là cái này nó cũng khẩn cấp một chút xíu, thì tôi dừng cái. Tôi dừng chắc khoảng vài phút nhưng mà các bạn thấy chỉ vài giây thôi. Ok ok, xong rồi đây, Tại vì là mình làm bên địa ốc mọi người, cho nên tất cả những tin nhắn và những cuộc điện thoại đó rất là quan trọng đó mọi người. Phải có làm cái này thì mới có tiền để mà mình nuôi đam mê, đúng không? Rồi bắt đầu tiếp tục. I take them confidence and learn sân khấu, crowd control, you go farther bro. Cảm ơn anh Thái ạ. Yeah, Gill chuyên nghiệp mà. Trời ơi. Đi. Trong mắt mình ta đi diễn music festival, lễ hội âm nhạc đồ này nọ, diễn một cái set mấy chục phút trời, tôi không hiểu sao mấy bạn sức đồ đúng là hay thiệt. Vì bứt phá đấy, gọi là bạn tìm được cái đâu lên limit của mình ấy, từ thái độ này cho đến cách truyền tải, kết nối mọi người đây ra một con người hoàn toàn khác. Có nghĩa là rượu ngâm đúng ngày thì tự nhiên nó chín kiểu vậy. Gọi là bạn tìm được cái no limit của mình ấy, từ thái độ này cho đến cách truyền tải, kết nối mọi người ở đây ra một con người hoàn toàn. Yeah, đó nghĩa là lúc mà mình làm một cái gì đó hay là giống như là viết nhạc gì đây mà mình tìm ra được cái gọi là cái chân lý đó của bản thân mình đó mọi người, thì là mình có thể phát triển nó hoài luôn. Có nhiều người họ làm một cái gì đó mà một thời gian dài nhưng mà vẫn không có tìm được cái mà cái niche của họ đó, cho nên là vẫn không có phát triển được, mà nếu mà tìm được cái đó rồi thì là the sky is the limit. Có nghĩa là rượu ngâm đúng ngày thì tự nhiên nó chín kiểu vậy, đứt vỏ chui ra rồi đấy cả. Không, rượu ngâm thì rượu cứ ngâm thì thời gian này nó sẽ ngon hơn, nhưng mà thật sự là không phải giống như rượu ngâm được. Tôi có thấy nó giống như nấu ăn hơn, là sáng tác một món ăn gì đó, kiểu là mình nhiều cái ingredient, nhiều cái chất liệu ở trong đó, rồi là mình làm hoài là mình sẽ tìm được một cái sự kết hợp nào đó của bản thân mình với cái style của mình để sẽ ra một món ăn ngon ha. Anh Karik đạp bung tóc, mời anh ạ. Đến thành thì em với Gill thực ra là biết rõ nhau quá rồi. Cái bài vừa rồi thực ra cá nhân em được biết chỉ mới 30% công lực của Gill thôi. Tôi thì tôi trông chờ vào những cái thứ mà mạnh mẽ, những cái thứ mà gọi là gấu đồ này nọ lên từ Gill hơn. Thì mấy cái này thì nhạc này là sở trường của Gill rồi, thật sự những cái bài nhạc này của Gill làm các bạn có thể tìm những cái bài trước đây của Gill, nhất là bài Hương Tràm, bài đó mình rất là thích. Yeah. Cho nên lúc nãy là em kêu rồi lại giấu bài nữa rồi, kiểu giống như là chơi hiệp 1 quá đúng không em? Dạ. Chưa có dùng sức luôn đúng không? Dạ dạ. Em nghĩ là Gill bây giờ thi lại lần 2 thì cũng đã biết chia sức ra chứ chưa bung hết đâu. thăm dò chia sẻ luôn với tất cả mọi người đây. Gill là một người rất là chịu khó học hỏi, chịu khó update. Thị trường Việt Nam hay nước ngoài phải học mỗi thứ một chút, và em cảm thấy là hôm nay bạn áp dụng cái điều đó lên sân khấu này nó phù hợp, vừa đủ, nó không over quá và cũng giữ lại cho mình một chút để thể hiện cái chặng đường sau. Và tôi có thấy đánh cầu lông, Dạ, thưa anh, em lại cảm thấy là em có thể tự tin huấn luyện cho Gill. Anh dựa vào cơ sở nào thưa anh? Dạ vâng, tại vì em thấy là cái màu nhạc của Gill có thể là em với anh Karik có rất là nhiều điểm tương đồng, và nhất là những câu punchline rất là đắt của Gill mọi người ạ. Punchline là một trong những cái sở trường của em. Em nghĩ là cái năng lượng của em, cái năng lượng của The Underdog khi mà matching với lại năng lượng của Gill thì em nghĩ là nó sẽ là một cái gì đó nó bùng nổ ạ. Tín hiệu của vũ trụ đã đưa em đến rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ok. Vì sao Suboi chọn ạ? Chưa bao giờ mà em thấy em ba phải như là cái phần trình diễn với Gill. Thì ba phải là em đều đồng ý với cả ba người ý kiến. Và phải cho một cái sự ủng hộ rất là to lớn dành cho Gill, để mỗi lần gặp lại Gill là mỗi lần mới, mỗi lần khác. Và có một lần là Suboi đã đi xem Gill ở trong club mà ở Đà Nẵng, và thật sự là chỉ muốn ra lá cái là Gill, đây là Gill. Và lúc đó là phải nói là hâm mộ Gill về cái khoản mà làm nhạc trong club á, là xuất sắc. Mà bạn này làm như là tới cái đúng cái thời mà đẹp trai hẳn hơn. Cái đó là cái thần của người ta đó, từ trong nó toát ra để đẹp trai hơn đó. Tâm sinh tướng. Đó, tâm sinh tướng đúng không em? Đó. Không, mà gần đây cộng đồng xài cái chữ cái câu mà tâm sinh tướng á, nó mình thấy càng lúc nó càng đúng mọi người. Mà mình thấy nó hay đó, giống như kiểu là nếu mà mình là mình cái tâm hồn của mình mà nó vui vẻ thì mọi người sẽ nhìn cái người đó họ rất là có cảm tình, họ rất là dễ mến. Có người nào mà cái tâm mà lúc nào cũng giận dữ là này nọ thì là nhìn họ lại rất là mình không muốn đến gần ấy, đúng không? Hoặc là thấy không, cái câu đó càng lúc mình rất là thích cái câu tâm sinh tướng. Yeah. Nói về Gill, ông em hàng xóm của tôi thì lúc nào cũng thế, rất là khậy, rất là fresh và lúc nào cũng nhìn rất là bảnh trệ. Nói về nhạc của Gill thì em có cái voice nghe nó rất là hay, nó rất là Hà Nội, và em cũng viết punch rất là tốt, và những cái line mà em viết nó hoàn toàn có thể em bổ tất cả những cái line ra để làm những cái kiểu status rất là hot á. Bây giờ mà để khen Gill thì chắc là phải chép một sổ. Và em cũng hiểu sao Gill không xuất hiện mùa 3 và đến mùa này thì mới có sự xuất hiện của Gill. Thực ra là mùa 3 em có đi casting rồi và em cũng đã chuẩn bị rất là kỹ tâm lý để chuẩn bị cho mùa 3, nhưng mà đúng thời gian đấy thì em lại dính nhiều công việc mà nó không thể nào mà thu xếp được lịch trình để có thể mà toàn tâm toàn ý để tham gia chương trình được. Và đến với năm nay thì em đã hoàn toàn thoải mái và em sẽ dành hết toàn bộ năng lượng của em có cho chương trình ạ. Và em nghĩ là với một cái ca mà quá là đặc biệt này thì chúng ta nên phải... Với một ca quá là đặc biệt này thì phải tốn non. Wow. Xứng đáng mà. Gặp tôi cũng quăng nón vàng cho Gill. Nhưng mà vẫn còn một first choice nữa, I think. Yeah, vẫn còn một first choice nữa. Wow. Một chiếc nón vàng á. Nếu tôi mà là thí sinh đi thi thì tôi thích nhận nón vàng hơn là first choice. Tại vì nón vàng mình mang về mình để treo tường, mình flex được không? Nhưng mà first choice là phải lúc nào phải hồi đó tôi thi tôi first choice đó, để mình nói nghe kiểu mà khoe khoang. Còn ví dụ mình có cái nón vàng đó thì đó là mình để đây đó, người ta đi ngang qua người ta đưa nón vàng rồi đó. Trước tiên là không biết sao nhưng mà thấy em được một chiếc xe điện Dragonfly của VinFast rồi. Ồ, chiếc xe điện Dragonfly là có phải là chiếc xe điện mà hồi nãy bạn Young Puppy đi vô không ta? Đó, VinFast Dragonfly. Oh, electric bike, hell yeah, I want it. Hey, có nè. Được không ta? Không bán. Không bán ở đây rồi. Trời ơi. Ok. À, tiếp tục. Dragonfly, chuông chuồng. Wow. Ok thì được đấy, hôm nào mà anh đi đón con cho anh mượn xe nhá. Có ai quăng đó đâu mà. Cái giọng cười của B-Ray này. Rồi. Còn con mình nó có first choice à. Nếu mà mọi người à, có người nói là tới đây vì idol, tại sao mọi người không dressing bên kia? Bên kia cũng còn chiếc nón kìa. Dắt. Này nó dắt. Bây giờ như thế này. Cho em nói câu công bằng đi, cho em hỏi người em của em gái trong tất cả các thí sinh. Người em mà lúc người ta rủ đi cầu lông là không đi, rồi cứ những mấy khúc này thì lại là người em. Mùa 4 này có hai trường hợp đặc biệt đối với anh, đó là em và cô Di đều là cựu thí sinh của anh. Thì cái trong mindset của anh suy nghĩ là em sẽ luôn về với những đội khác sẽ ôm. Ồ, vậy là mùa này có cô Di hả? Này liếc rồi. Ừ, nhưng mà anh chỉ muốn em hỏi em một câu thôi. Em còn muốn học thêm nhiều thứ từ anh không? Nè, nếu mà realistically thì anh mà là em với Gill thì mình có thể học lúc mà mình đánh cầu lông, đúng không? Nếu mà mình càng nhiều thầy là càng tốt. Đó, thấy Trương Vô Kỵ không? Đó. Lại một ký rồi. Anh nói thiệt á, em hỏi câu đó ngay cái chỗ này có ngàn mấy người chứ không có nhiều trơn. Không, em anh tình đẹp rất khó trả lời. Anh nói thiệt, ví dụ anh nói anh không muốn về em cũng không dám nói nữa. Hơi khó quá. Thấy Trấn Thành tinh tế không mọi người? Đó, tôi respect Trấn Thành là ở chỗ đó, thấy tinh tế không? Có nghĩa là hỏi cái câu đó thì rất là khó để mà thí sinh trả lời. Chẳng lẽ bây giờ người ta trả lời không? Cho nên Trấn Thành bay vô là giải cứu cái trường hợp đó rất là hợp lý luôn mọi người. Yeah, mà nó rất là duyên nữa, không ai có một cái cảm giác gọi là áp lực gì cả. Thấy tinh tế chưa? Thằng V-Ray nó hả hê rồi mọi người, coi V-Ray hả hê kìa, coi cái hả hê của V-Ray kìa. Đấy hả hê chưa? Đấy cái này là hả hê đó. Hả hê. Đúng vậy. Yêu sắp vô. Ở đâu mà có vụ em có yêu anh không? Rồi anh nói yêu lợi quỷ à. Để tôi coi cái người xuất khẩu lao động này có đưa nón không. Bộ trưởng Bộ Xuất khẩu Lao động Suboi. Ủa, đây. Nếu mà muốn xuất khẩu lao động mà trái ý với cái ý muốn của cái người được xuất khẩu lao động thì cái đó nó rất là kỳ luôn đó anh. Ồ, dạ, nó rất là nhạy cảm đấy. Em muốn biết là Gill em đang muốn gì. Hay quá, Suboi, cái câu hỏi cũng ngang ngửa Karik luôn em ơi. Cái gì vậy? B-Ray nói giùm đi. Dạ. Ủa? B-Ray nãy em làm dữ lắm hả? Xem hiểu quá vậy? Dạ vâng, thưa anh Thành thì em... Cái văn này... Em tôi mà, tôi hiểu nó quá mà. Em cảm thấy là em muốn giữ cái nón này mà. Em cảm thấy cho hai người này giành giật nhau. Thông điệp ngắn gọn đơn giản mà có duyên. Karik, bạn Quang mà bạn có hối hận hay không? Bạn có đắn đo hay không? Tôi thấy bạn có vẻ. Không anh, thật ra thì em casting thì em cũng biết thực lực của tất cả các bạn như thế nào. Nhưng mà lên đây nó là một câu chuyện khác. Đúng rồi. Quan trọng là em nghe theo con tim ạ. Đúng rồi, Karik tôi xác nhận nha, chân thật. với những gì xảy ra với trái tim anh ấy. Em vẫn có thể học từ người thầy cũ của em. Anh không cấm với cả, anh không bao giờ anh cấm em sang chơi với anh Rick hay là anh thoải mái. Nhưng mà em cũng cần phải những cái mới nữa. Anh em mình lại còn ở cùng chung cư, tiện thế gì nữa. Nghe cái ghét thì cảm giác y chang nói chuyện là không, em của Biển gặp lại người cũ không sao hết, anh nó thoải mái cái chuyện đó. Thưa quý vị, hai chiếc nón vàng thì theo luật chọn về với ai là quyền của anh ấy. Ta lại chơi quay mặt à? Cho tôi hỏi, bây giờ đã lúc em được nói. Em vô cùng cảm ơn các vị huấn luyện viên đã dành những lời khen ngợi cho em. Đối với em thì anh Karik luôn luôn là một người anh, một người thầy đã dẫn dắt em trong khoảng thời gian em đã tham gia chương trình Rap Việt mùa 1. Và em luôn dành rất là nhiều tình cảm dành cho anh Karik. Em nghĩ là em không cần nói thì anh cũng hiểu, nhưng mà tiện đây trên sóng truyền hình thì em cũng muốn nói I love you bro. À, thường thì vừa đấm vừa xoa, để này xoa trước để lát nữa mà chọn bên kia thì cũng không có xót xa cho lắm, đúng không Gill? À, Big Daddy cũng hiểu ý rồi à. Nhưng mà em nghĩ là tất cả những gì mà em nói trước cái chữ "nhưng" nó không có gọi là giá trị. Nhưng mà em nghĩ là Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, thôi được rồi. Thấy chưa, hồi đó mà chịu đi đánh cầu lông với người ta đi là ok la rồi, không? Em nghĩ là mình tìm về chương trình Rap Việt mùa 4 mang những cái tâm thế mới, những cái trải nghiệm mới thì vậy nên em nghĩ là team anh Karik sẽ có rất là nhiều chiến binh mạnh có thể giữ những vị trí đó. Và em xin được quyết định về team anh Big Daddy ạ. Big Daddy ạ. Big Daddy ạ. Nhưng mà khoan, đúng không coi, đúng không? Nãy giờ mà thấy mọi người đấy và không có focus vào một cái người nào đó thì thường là họ hay có một cái twist nào đó lắm. Xin chúc mừng Big Daddy là người đã được lựa chọn. Ủa? Và chúng tôi sẽ được chúc mừng team B-Ray. First choice. Bởi vì bạn là first choice của B-Ray. Rồi bây giờ ngồi gác trên rung đùi. Em không muốn phi cái nón vàng nào. Em không phải nguyện không, hay là em cảm thấy em bị giật trắng trợn? Em nghĩ là những gì diễn ra tại đây ngày hôm nay còn hơn cả sức tưởng tượng của em nữa. Tôi không cảm em quên. Trời ơi, xem lật là ông vậy. Bây giờ xe không muốn thì thôi trả mũ lên. Em, tao dạ. Mất xe kìa. Em làm mất cái xe của ta rồi đó. Thì em cảm thấy rất là có lỗi khi mà em làm mất chiếc xe này của Gill. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà Gill về team của em thì Gill sẽ còn nhiều chiếc xe như vậy nữa. Rất nhiều chiếc xe như vậy nữa. Hứa nha, hứa nha. Cụ thể là xe gì phải nói luôn. Anh là hôm nọ anh vừa mất 2 chỉ vàng cho Pháp Kiều với cả em hứa nếu vào chung kết anh trai C2 là em mua 2 chỉ vàng, nhưng lúc của em không nghĩ thế. Ôi ơi, đúng là người này của em. Anh Hùng bảo bà Gill cho anh xin lại cái mũ nhé. Lấy lợi đi em, ừ. Lấy lợi đi. Đây em cầm hộ Yorick luôn. Đây là lợi gì? Thôi chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng Gill, chiến binh mới của team B-Ray. Rồi. Mình đã về với team anh B-Ray. My idol. Anh em mình sẽ cùng nhau làm nên chuyện và lấy thêm nhiều chiếc xe khác nhé. Quý vị và các bạn thân mến, tình huống vừa rồi đã khép lại tập 2. Và để biết được những diễn biến tiếp theo căng thẳng của chương trình, đừng quên theo dõi tập. Công nhận tập này nó trôi qua rất là lẹ luôn mọi người. Yeah. Và tôi coi tập này rất là hưng phấn. Một cái tập 2 trôi qua rất là lẹ luôn. Ok là, ok là. Vào tuần sau quý vị nhé. Chương trình Rap Việt 2024 được đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty V-Channel thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V-Channel và siêu ứng dụng giải trí VieON. VieON là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình phù hợp nhất với người Việt. Hãy tải ngay VieON để xem sớm nhất và nét nhất Rap Việt mùa 4. VieON không thể rời mắt. Yeah yeah, ok, vậy là hết tập 2. Và một lần nữa LJ rất là cảm ơn bạn nào đã coi tới khúc này cùng với LJ và có thể chịu khó mà ngồi coi một cái reaction mà gọi là nó dài như một bộ phim như thế này thì LJ rất là cảm ơn mọi người. Cái sự ủng hộ của mọi người là cái mà gọi là động lực của LJ làm cái reaction này đó mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp mọi người vào tập sau, tuần sau. Ok, rồi bye bye.